xuất hiện á thầy, là ví dụ như khi mà vấn nạn đến với vấn nạn nó xuất hiện thì mình tìm giải pháp mà để ngăn chặn nó trước, xong rồi bắt đầu là lúc đầu là mình điều trị, xong rồi bắt đầu là mình điều trị, xong rồi mình nuôi dưỡng. Bảo tồn nuôi Dạ. À vậy là tất cả các cái bộ phận trong cơ thể đều có cơ hội để được tái tạo á thay. Dạ. Rồi trong cơ thể của mình đúng thật là rất là vi diệu ấy, là mọi hoạt động đều là có đều đều là tuân theo cái quy luật ấy. Dạ. Ví dụ như trong hiện tại trong cơ quan của em á thay, là có bác là bác bị ung thư gan, là bác theo bên ý bên Tây để điều trị á, nhưng mà điều trị lúc đầu là bị ung thư gan, bây giờ là trong sau quá trình điều trị á, thì bắt đầu là chuyển qua là suy thận thay. Dạ. Thì bây giờ là bác cũng xác định là theo cái phương pháp Tây ý là không có hy vọng á thay, thì bắt đầu là có khuynh hướng là chuyển qua đông y để điều trị, để cải thiện sức khỏe. Thì những duyên được gặp thầy nhé, em xin phép thầy cho em cơ hội được kết nối với thầy để hỗ trợ cho bác được ạ. Dạ, chị liên hệ với ban tổ chức để lấy cái số của em nha. Dạ Dạ. ở Cũng địa không hứa trước điều gì nha chị. dạ Dạ, tại liên quan tới ung thư thì nó là những cái vấn đề nhạy cảm á. dạ Những cái đó thì mình cũng không dám hứa điều gì. Chị có thể dám hứa là cho thêm cái hệ quy chiếu của mình thôi. dạ Tức là người ta tham khảo thêm thôi. dạ Dạ. Có cái niềm hy vọng là cũng là quý báu lắm nữa thầy, cho nên em chỉ xa được kết nối với thầy ạ. Dạ. Dạ em biết ơn thầy ạ, em biết ơn cả nhà cho em chia sẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cứ thuần tâm đơn giản vậy đó, cái mình học, cái mình biết chịu hệ quy chiếu, cái gặp ai đó có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Cái cứ đơn giản là mình hỏi người ta đang theo hệ quy chiếu nào, đang theo góc nhìn nào, kết quả tốt chưa? Nếu tốt rồi thì mình nói người ta duy trì, cái thuận duyên cái mình chia sẻ thêm bảo tồn nuôi dưỡng. Nhưng mà hệ quy chiếu đó người ta ứng dụng nhưng chưa có kết quả, cái mình hỏi thêm người ta. Đó là hôm trước có học á, em có biết thêm cái góc nhìn này, chị có muốn tham khảo cái muốn cái mình nói, không muốn thì thôi. Cái mình quảng bá các lớp sức khỏe, rồi nhân duyên đủ thì người ta đi học. Cũng không cam kết là cái lớp đó giúp cho người ta giải quyết vấn nạn, mà là các lớp học đó sẽ giúp cho người ta mở rộng cái góc nhìn, có thêm hy vọng ra. Dạ, chứ không có cam kết điều gì hết á. Thì cứ thuần tâm đơn giản như mình làm đó thì nó tích dần cái phước báo trong ngành đó. Nhưng mà lúc này khi mình hiểu thật sự rồi, cái mình quên luôn vụ phía sau, cũng không quan tâm tới thích không, không thích. Cứ thuần tâm chia sẻ vậy thôi. Dạ, thì từ từ đủ thì tự nhiên mình sáng lên, cái sức khỏe mình nó khác. Dạ. Nên là có sức khỏe thì mới có năng lực để yêu thương. Trong bói toán có một câu, đó là bổn mạng tốt thì gia đạo mới tốt. Thân nghe câu này không? Thì mình không có theo góc nhìn của bói toán mà mình theo góc nhìn của sức khỏe. Tức là muốn yêu thương, muốn chăm sóc gia đình thì bản thân phải khỏe trước đã. Dạ. Cảm ơn chị La. Em mời chị Dung. Dạ, em chào thầy, biết ơn thầy đã cho em cơ hội chia sẻ. Do hôm qua em có tâm đắc hai câu của thầy, mà bây giờ em cũng mong muốn được chia sẻ lại. Đó Dạ. là con người biết rất nhiều thứ quan trọng, rất nhiều thứ trong cuộc đời chỉ có của mình là không biết.
À, hôm nay và hôm qua là khi mà thầy đi cái mấy buổi đầu á thì em học rất là vào, đến khi mà đến cái phần năng lực thì em bị đơ thầy ạ. À, và Dạ. hôm nay em nghe lại cái file ghi âm tối hôm qua á thì em mới biết đó là nó nằm vào cái phần biết không biết của mình, cho nên là mình nghe cái mình đơ luôn. Và bây giờ mình nghe lại thì mình thấy tâm đắc thêm một câu nữa, đó là không cho người ta hào hứng với sức khỏe, người ta sẽ sợ hãi với bệnh tật. Thì chính xác, chính bản thân mình cũng vậy, từ trước giờ mình không hào hứng với sức khỏe, mà khi có bệnh tới bắt đầu cứ đào sâu và tìm hiểu rõ về cái bệnh tật thì vô tình làm lớn cái điểm đó và mình sẽ bị sợ hãi, thì lại cực kỳ tâm đắc. Thì quay ngược trở lại cái bài học tối hôm qua thì thầy chia sẻ về cơ quan, và trong đó thầy có nói là cái thứ tư á, cái cơ quan, cái thứ tư á là đầu tiên là về cái vị trí, chỉ cần biết được các cái vị trí, hình dáng, cấu tạo, vai trò, chức năng, biểu hiện khi bất ổn, và đặc biệt cái thứ năm đó là biểu hiện khi được khỏe mạnh. Và cái thứ tư có thể không cần tìm hiểu sâu, chỉ cần là làm quen với người có chức năng thôi là đã ngon rồi, nâng cấp mối quan hệ với người đó là ngon rồi. À, và quay ngược trở lại thì là thầy lấy một cái ví dụ là về gan. Hồi nãy có chia sẻ với cô Ngọc Bích là nhờ cái tối hôm qua mà em biết gan nằm đâu. Và nhờ cái bối cảnh chị Nga chị chia sẻ hồi nãy mà em có động lực hơn để kiềm gan, bởi vì rất là nhiều cái tác dụng của kiềm gan. Và em ngộ ra được một bài học nữa rằng là để mà mình có động lực để mình làm một cái điều gì đó thì mình phải có được cái bức tranh lợi ích sau đó, thì mình sẽ có được cái động lực và mình làm thường xuyên hơn. Em vẫn có cái túi kiềm gan, và cái gọi là bữa trước em cũng được mọi người chỉ là nó bên phải ở phần dưới dưới, bởi vì cái túi kiềm gan nó bự mà nó ộp hết cả cái bụng của mình thì mình không cần biết cái cố định nó nằm ở chỗ nào, chứ không phải là như cái bà mà bị gọi là tự tử mà đâm nhầm cái tim ấy này. thì thì cái túi kiềm nó to nên là cái gan chỉ cần ở giữa cái bên phải là mình ộp một cái là nó trọn cái bên phải, cho nên là nó cũng đúng. Tuy nhiên là khi mình chườm thì mình chỉ nghe mọi người nói chườm thì mình chườm thôi, mà mình không biết được là mình chườm đó nó có tác dụng gì cả. Thì khi nãy chị Nga chị đưa ra một vài cái đã tác dụng sau khi kiềm gan, thì phụ nữ nghe cần đẹp phát là thôi có động lực rồi, không cần biết là sau đó nó có những cái gì. Đó là một là cái đó. Còn cái tiếp nữa là về cái hệ tiêu hóa, thì hôm qua thì thầy cũng cho mọi người rõ được cái hệ tiêu hóa nó là một cái quá trình cắt nhỏ những cái phân tử lớn thành những cái phân tử nhỏ tới mức mà cơ thể có thể hấp thu được. Thì khi mà nói đến đó và thầy vẽ thì giúp em hình dung ra được cái quá trình mà tiêu hóa thức ăn của mình hơn. Và sau đó thì lại thầy có là làm thế nào để cho có một cái hệ tiêu hóa tốt. Thì thầy có 7 cái để mà có cái hệ tiêu hóa tốt. Thì trong đó em thấy là mình bị dính mắc bởi cái số 7 bị nhiều. Nhưng mà khi mà thầy kể ra cái câu chuyện gọi là người giàu họ làm tốt cái số 7. Còn bây giờ mình chưa giàu như người ta thôi, mình làm tốt 6 cái kia đi là mình đã ngon lắm rồi. Thì khi mà nghe lại thì tự nhiên mình cảm thấy đúng rồi ha, mình đâu có nhất thiết phải là chăm chăm vào sức khỏe, chăm chăm vào cái dinh dưỡng đâu, bởi vì mình làm tốt 6 cái kia thì cũng hơn là một cái này. Còn nếu như có điều kiện mình làm tốt luôn cái số 7 nữa, mình làm luôn cả 7 cái thì cơ thể mình nó ngon đó. Cho nên và cũng chưa có nhất thiết phải tuyệt đối với thời điểm này, mà mình chưa đủ khả năng thì có thể mình bổ sung dần dần, chứ không nhất thiết phải bổ sung đồng loạt từng đó, nhưng mà chỉ cần làm tốt được 6 cái kia thì là mình đã ngon lắm rồi, đúng không thầy ạ? À? Dạ, đó là những cái bài học cũng giống như những cái mà em tâm đắc của tối hôm qua. À thầy, với lại em có một cái mong muốn là thầy làm rõ giúp em về cái vấn đề mà thông đại tràng á. Thì em có làm thông đại tràng, tuy nhiên á là em lại làm bằng cách đó là thay vì thông đại tràng qua 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 cái như của quýt mình làm á, thì em cảm thấy em thấy nó bất tiện cho em quá. Nhưng mà sáng đã ngủ dậy xong bắt đầu á là em làm một khoảng ở cái bình của quýt mình thế này, em làm đầy lên, em cho một ít nước muối loãng vào đó, sau bắt đầu là em đứng thẳng và em uống vô, thì em thấy khoảng sau 30 phút thì em cũng ra giống như em thông đại tràng. Thì cái phương pháp đó có được hay không so với cái phương pháp thông đại tràng của mình ạ? À? Cảm ơn chị. Thông đại tràng để làm cái gì? Em yêu biết thông đại tràng để làm gì. Thấy chưa? Giống như hôm trước có một câu trọng điểm mình có hỏi đó. Đó là gì? Học để làm gì? Nó quan trọng hơn là học cái gì? Còn nhớ cái nghi vấn đó không? Còn nhớ không? Trong một vài trường hợp á thì mình tin trước hiểu sau thì nó ngon, nếu phước báo tốt.
Còn đơn thuần á là phải nắm đủ cái hiện thực của nó, cái thông tin, cái năng lượng, cái vật chất của nó, thì lúc đó hãy nên làm. Còn nếu không thì nghe người ta xong cuối cùng cái là không tới đâu, cái nó nguy hiểm lắm. Giống như trong Đông y có một câu dụng gì bệnh gì đó tự nhiên quên tên, quên ngang à, dụng nhân sâm thì tắc tử, nhưng mà cái từ tắc tử đó, nó hoa trang. Cái đọc mới tới dụng nhân sâm thôi à, rồi về nghe theo rồi đất đau bụng, đúng rồi, nhớ rồi. Đau bụng á uống nhân sâm à, cái nghe tới đó xong cái chạy về làm lật sang trang để tắc tử. Là chắc chết. Chết chắc à, nên cái gì nghe nghe cũng phải cho tới à, với góc nhìn của y học á, Tây y á, thì cái việc mà thông đại tràng thì thường không được ủng hộ lắm à, chỉ có được thông khi có chỉ định ở hai cái trường hợp cơ bản á, đó là phụ nữ á, chuẩn bị lên bàn xanh à, thứ hai á, là dành đến nội soi đại tràng à, trường hợp cấp bách thêm nữa là bị bón lâu năm á, thì lúc đó mới chỉ định của bên y khoa là người ta kêu thông đại tràng Tây y á. Còn với cái giải pháp thông nước ấm nước muối này kia, đó là giải pháp truyền thống mà gần như lâu đời rồi à, cái đó nó có rồi chứ không phải không có à, nhưng mà bởi vì người ta làm quá lên cái y học ta can thiệp thôi. Thì đơn giản vậy nè, cái mình hiểu là cái thông đại tràng nó giống vậy nè, trước khi mà thông cái theo phương pháp đó, thì cá nhân thầy Toàn hồi xưa làm ngành dinh dưỡng thầy mê lắm à, thì đều biết á, đó là đại tràng sạch là bí quyết của trường thọ, đại tràng sạch là bí quyết của trường thọ. 2 mét ở đại tràng á, nó sẽ quyết định 2 mét ở nghĩa địa của một người á, xa hay gần. Trong y học của Đông y, y học của Tây y, y học của dinh dưỡng và dân gian đều ghi nhận vai trò quan trọng của đại tràng. Cái này ai cũng biết à, cái này ai cũng biết à, bởi vì đại tràng á à, trong cái khía cạnh về mặt chuyên môn á, thì đại tràng đó là nơi chứa phân, nó có một phần á, là chứa đựng nước à, một phần á, là nó có cơ chế tái hấp thu, nhưng ít thôi, tái hấp thu thì ít thôi, thường tái hấp thu vitamin B12 và một số dưỡng chất, trong đó thì có tạo thêm vitamin K2 do cái nguồn lợi khuẩn à, thì hiểu một cách đơn giản đó là bãi rác của cơ thể. Vậy thì cái bãi rác đó mà nó chứa nhiều trong cơ thể để hoài từ ngày này qua ngày khác thì hiển nhiên nó sẽ phát sinh ra vấn nạn à, mỗi 1 gram phân đó, thì bình quân nó sẽ có trong đó khoảng 1 triệu con vi khuẩn à, có lợi lẫn có hại. Vậy thì một lần mình đi phân là bao nhiêu gram? Một lần mình đi phân là bao nhiêu gram? Ước lượng á. Có ai cân chưa? Mai cân ha. À, tức là trước khi đi đại tiện á, cái mình cân mình. Cái sau khi đi đại tiện á, cái mình cân lại. Cái mình trừ ra. Và trừ thêm khoảng chừng 200 đến 300 ml nước tiểu. Nó tương ứng với khoảng chừng 1 đến 200 gram à, cân mình á. Dạ. Chứ không có kêu hứng phân là đi cân. Dạ. Mình cân cơ thể mình á. Mình cân mình trước và sau khi đi đại tiện. Dạ. Rồi trừ lại, trừ thêm dung tích nước tiểu à, chỉ có ông Trạng Quỳnh là ông đi phơ, ông đi đại tiện ở không không. Chỉ có Trạng Quỳnh thôi, trong truyện Trạng Quỳnh thôi đó, là chú Trịnh sai mấy người kia tới trước nhà của Trạng Quỳnh đó, cuối cùng là có hành cho chúa đó, nên là chú Trạng chết thì chúa cũng băng hà. Nếu ai có đọc cái đó thì có biết thêm cái đó. Dạ. Ừ. Còn bình thường á, thì đi phân đều có đi tiểu đó. Vậy thì một lần á, nếu một người khỏe mạnh bình thường á, thì một lần đi phân nó dao động tầm khoảng 500 đến 800 gram tùy người, nhưng bình quân là khoảng 500.
À, người trưởng thành đó nha, còn trẻ nhỏ thì đơn giản hơn. À, độc tố à, hay còn gọi là rác thải ở đại tràng á, nó giữ tối đa hết cái đường đại tràng có thể lên tới khoảng 15 đến 25 kg tùy người. À, nếu như không có làm sạch á, thì đa phần trong đó mình đều thấy là hơn 90% căn nguyên của ung thư, các loại ung thư đều có liên quan tới đại tràng. À, trên đó là lý do tại sao tôi nói đại tràng là sạch là bí quyết của trường thọ. Đại tràng sạch thì trẻ hóa, lâu già. À, đại tràng sạch thì lâu già, trẻ hóa lâu. À, đại tràng sạch, thân nhiệt con người sẽ ổn. Ừ. Nên là tuổi thọ của con người quyết định theo góc nhìn của y học Đông y lẫn Tây y thì đều ghi nhận tầm quan trọng của đại tràng ở hệ tiêu hóa. Đó, quan trọng lắm. Ừ. Cho nên là gì, người ta rất là quan tâm chú trọng tới cái đại tràng của con người. Nên mỗi một ngày về nguyên tắc hoạt hóa của cơ thể thì cứ 5 tới 7 giờ sáng đó là giờ mà đại tràng nó phải tống ra. 5 tới 7 giờ sáng. Giờ Mão á. À, thì giờ đó là phải đi đại tiện để tống cái lượng rác thải ra bên ngoài. Nhưng mà có một số người vẫn giữ lại trong cơ thể thì lượng rác thải sẽ còn lại thêm thời gian nữa. Mà rác còn lại trong cơ thể giờ nào là giờ đó các vấn nạn nó sẽ phát sinh liên tục. À, nên bón là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc mau lão hóa hay dân gian gọi là mau già. Da sẽ không đẹp. Cơ thể của con người thì cơ bản sẽ được đào thải qua bốn đường như chúng ta được giao lưu hôm trước. Đó là tiểu tiện, đại tiện, hơi thở và qua da. Vậy thì cửa ở dưới cái cửa lớn đó là đại tiện, nó đi không được. Tức là nó bị giữ lại á, bị bón đến lại phân được giữ lại. Thì ngay cái thời điểm đó rác thải không được đào thải qua cái đường đại tràng thì bắt buộc nó phải đào thải qua các đường khác. Mà cái cửa rộng nhất của cơ thể đó là da. Khoảng 2 mét vuông da của cơ thể con người. Cho nên bón xong nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới da bị mụn, không đẹp. Ừ. Nên nó thải ra. Rồi thêm cái nó bị bón thì da hiển nhiên nó không có căng mọng nữa. Nó có việc rặn thôi thì da đã nhăn rồi. Rồi bón thì lại dễ dẫn tới nóng tính nữa. Nóng tính hơn bình thường. Mà chúng ta đều biết á, cái khoảng chừng 3 phút một người mà nóng tính khoảng thời gian 3 phút thôi, cái lượng năng lượng nó tương đương với một người chạy bộ khoảng 15 km. Cứ khoảng chừng 5 tới 10 phút nóng tính vậy đó, cái thời gian của con người có thể già đi khoảng chừng 1 tới 5 ngày. Nhanh tới mức độ vậy đó. Mỹ phẩm cũng vậy, nếu trang điểm mà không tẩy trang, một ngày trang điểm không tẩy trang thì lão hóa 5 ngày. Nên đó là lý do tại sao về da thì trang điểm xong về phải tẩy trang là vậy đó. Da mụn nguyên nhân chính là do bón không đúng, mà là bón là một trong những nguyên nhân dẫn tới mụn nó mới đúng. Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới mụn chứ không phải chỉ có bón. Một người nội tiết tố không đều thì cũng dẫn tới mụn. Một người nó không có làm sạch da hàng ngày cũng có thể dẫn tới mụn. Một người nóng gan cũng có thể dẫn tới mụn. Hả? Hình dung quý này không ạ? À? À, một người ít uống nước cũng có thể nổi tới mụn. Một người thường xuyên dùng chất kích thích à, cũng có thể dẫn tới mụn. Thức khuya cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới mụn. Hay đơn giản nhất là thiếu nước cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới mụn. À, da dầu mà không làm sạch thì lại nổi mụn nhiều hơn. À, cho nên bón chỉ là một trong những nguyên nhân. Nên không thể khẳng định da mụn nguyên nhân chính là do bón, mà chỉ có thể nói bón là một trong những nguyên nhân dẫn tới mụn. Tại vì còn rất nhiều nguyên nhân khác. Dạ. Làm việc trong môi trường mà cái nhiệt độ tương đối cao, độ ẩm tương đối cao mà lại có nhiều khói bụi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc bị mụn. Dần dần. À, kích ứng nữa. Nhiều nguyên nhân lắm. Dạ. Rồi. Vậy thì
khi đã biết được cái vai trò tầm quan trọng của cái đại tràng rồi, nên việc mà đại tràng sạch và nó hoạt hóa được bình thường đều đặn đúng với cái sinh học của nó, là điều mà nghiên cứu suốt nhiều năm, là nghiên cứu suốt nhiều năm. Rồi trong cái giai đoạn cách đây khoảng 12 năm, gần những năm 2010, thì những liệu pháp thông đại tràng nó đã ra đời rất nhiều rồi. Thì thời điểm đó thầy Toàn là những người một trong những người tiên phong đó, trong các giải pháp liên quan tới làm sạch đại tràng. Rồi thầy mới hướng dẫn và chia sẻ lại cho Vũ. Một trong những cái bài đơn giản nhất đó, đó là uống uống nước có thêm một tí muối, giống như chị Dung nói lúc nãy đó. Nhưng mà không phải là một một bình như vậy, mà là một bình khoảng 18 lít. Và uống trong buổi sáng. Và nó kèm thêm cái động tác chứ không phải là chỉ uống, chứ uống rất là nguy hiểm. Mà là tập trung một nhóm người lại cái buổi sáng sớm á, cái một lần uống tối đa nửa lít. Tức là cho một bình khoảng 18 lít nè, cái cho vô đó khoảng chừng 1 đến 2 muỗng muối, cái lắc đều lên cho nó tan ra, cái rót khoảng chừng tối đa là nửa lít cho một lần uống. Uống một lần cái mới tập hợp lại, xếp hàng ngang cái tập thể dục, tập thể dục. Bắt đầu các động tác đơn giản làm sao gập bụng, các anh chị cứ hình dung cái đường ruột khi uống vô xong nó có giống cái đường ống đó, cái mình xúc đó. Các anh chị cứ hình dung mình xúc chứ, thì các động tác này nhảy nè, nhảy nè, rồi tránh bụng nè, cái trọng điểm là làm sao như xúc ruột cái đó, như xúc cái đường ống vậy đó, hình dung được không? Mà mình phải làm nhiều cái động tác đó. Và một lần nhảy như vậy tùy người, thì có người nhảy khoảng 2 3 phút cái đi đại tiện, có người nhảy 5 10 phút, có người nhảy nửa tiếng mới đi. Thì ai mà đi xong cái đi ra uống tiếp nửa lít cái nhảy tiếp, làm sao trong buổi sáng tối thiểu cả 10 lít. Và cái trọng điểm sạch nhất là gì? Đó là ở trên uống, ở dưới ra nó màu trắng luôn, là chính thức nó sạch. Hình dung cái này không? Nhưng liệu pháp đó nó cực quá. Nó quá cực. Và lúc đó phải tập đúng, tập không đúng là mắc tiểu chứ không mắc đại tiện. Tập không đúng và làm biến tập thì uống vô xong mắc tiểu chứ không mắc đại tiện. Và không tập nữa thì uống khoảng 2 bình thôi là căng tức bụng, khó thở. Và có người bị huyết áp là có thể choáng váng. Nên liệu pháp nó không có người chuyên môn theo dõi, đừng có chỉ, rất nguy hiểm. Có thể tụt huyết áp và nguy hiểm. Và mỗi lần tập như vậy phải tập trung lại. Có một đợt về Cà Mau làm, đợt đó về xong cái chị đó nó tới nhà chỉ làm, mình dặn trước là có toilet không nha, đông lắm nha, 20 người, tối thiểu cũng khoảng 5 6 cái toilet. Rồi sau đó chị nói nhà có 3 cái, cái có phòng trống nào không, cái mua cái bô rời á, chia làm 2 phòng, phòng nam phòng nữ, đi vô bô luôn. Làm sạch mà. Thì trong đó có một số người đi không kịp á, cái chạy ra sau giường cầm cái bô chạy vòng vòng, hàng xóm nhìn trời ơi, cười dữ trời lắm. Công an ta hỏi làm gì, cái nói dạ công an về hỗ trợ sức khỏe thể dục, nhưng mà mắc đại tiện chuẩn bị bô, mà ông đứng mà ông cười không, tại mình không có buôn bán gì cho mình về mình hướng dẫn vậy đó. Rồi quen với cơ quan địa phương cho nên ta vô ta hỏi người ta mắc cười, thấy nó chạy vòng vòng chứ có đứa chạy ra sau giường. Rồi làm sao ở trên uống là dưới ra, nhưng mà cực dữ lắm, tại phải cho người ta hiểu và phải tập đúng nữa, tập không đúng rất là nguy hiểm. Tại uống một lượng nước nhiều mà phải cân nhắc chứ, nó là loãng máu cũng nguy hiểm nữa. Rồi xong uống xong rồi cái đó ra chỉ ăn gì, ăn cháo trắng rồi, ăn cháo trắng rồi hoặc là nước ép sinh tố, và nếu có điều kiện á, mà tốt á, thì phải bổ sung thêm cái sinh tố với kèm khoảng chừng 3 loại dinh dưỡng, 3 loại dinh dưỡng đó là cái đa vitamin khoáng chất, cái probiotic, với cái chất đạm, còn bột đường là ăn cháo rồi. Cái ăn vô ăn loãng cái đó, ăn trong vòng 1 tới 2 ngày, từ ngày thứ tư hãy bắt đầu ăn rau. Trong 3 ngày đó chỉ ăn đồ dễ tiêu gì đó, thì cái phương pháp đó 1 năm chỉ làm 2 lần thôi,
6 tháng một lần để cho nó làm sạch đường ruột. Nhưng mà làm cực quá, cái hai thầy trò mới ngồi là không lẽ mỗi một lần mà muốn làm cái đó phải gom người tới trùm mua bô sao? Thì nó đuối mà. À, đó, thì bắt đầu mới dịch chuyển đổi cái phương pháp khác bằng nước ép trái cây. Nước ép trái cây theo công thức à, đó là hỗ trợ bằng cái cà rốt nè, dưa leo nè, cần tây nè, táo mỹ nè đó. Thì một người như vậy là trong ngày đó đó chỉ có uống nước ép thôi, và buổi trưa được ăn một lát bánh mì đó. Một lát bánh mì sandwich á, không có nhân, chỉ có bột thôi, lát hai lát tối đa đó. Và một người như vậy bình quân khoảng 12 kg rau củ kèm với dinh dưỡng đó. Dinh dưỡng và dinh dưỡng liều cao trong ngày đó, làm chỉ có một ngày thôi nhưng mà đãi phân trong 3 ngày để có thể lấy sỏi trong gan mật ra, cái phương pháp dân gian đó. Thì cái đó cũng phải tập nữa, thì nó cũng tương đối cực. Và một người như vậy á, giá rẻ nhất á, rẻ nhất đó là tự chuẩn bị á, tự mua này kia hết rồi, cái máy ép á, thì ta sẽ tài trợ cái đó hoặc là tự hùn nhờ mua. Thì một người như vậy nó tầm khoảng 1,5 triệu cho tới 2,2 triệu đó, dao động cỡ cỡ đó đó. Đó là tiền nguyên liệu không á nha. Làm 3 ngày, buổi tối trước khi đi ngủ thì uống thêm một lát chanh và một muỗng dầu ô liu, nằm nghiêng sang phải, xoa bụng hoặc là chườm ấm gan để nó kích thích, nó tạo muối mật ra và nó sổ ra trong sáng hôm sau. Thì thấy phương pháp đó xong cũng phải tập trung, để không không thấu hiểu thì tự làm cũng nguy hiểm. Rồi dần dần trong thời gian đó, cái thị trường bắt đầu lan rộng ra thêm rất nhiều cái phương pháp khác, mà nói ra cái từ này là cả nhà biết liền, đó là detox. Có nghe cái từ detox không? Detox à, dạ đúng rồi. Thì cái từ chung là detox, còn cái nguyên liệu thì nó người ta nghiên cứu ra rất nhiều cái cách. Có người thì làm bằng khoai lang, có người làm bằng lúa mì, có người bằng làm bằng chanh với nước ấm. À, có người làm bằng cái nước ép trái cây khác, có người thì tự nghiên cứu riêng cái công thức cho chính họ. À, nên thời điểm đó là loạn trên cái thông tin truyền thông là đề tóc. Nên cái thời điểm đó là chính phủ, là bên y người ta can thiệp vào luôn á, tại vì đồn thổi quá lên cái phương pháp đó đó. Mà những cái phương pháp chính thống á, thì nó là không có công bố, mà toàn là tự nghiên cứu để cho thêm này cho thêm kia. À, không có đăng ký này kia, cho nên là ta can thiệp nhiều lắm. À, rồi dần dần cái năm 2015, 2015 cái phương thức đó là thông bằng cà phê hữu cơ, cái người ta khai quật lại. Trong cái thời điểm đó liên quan tới một vài các đội nhóm khác trong ngành kinh doanh hệ thống đó, đó là nhân tố enzyme nè. Khi họ đọc cái quyển nhân tố enzyme đó, cái phương pháp đó được khai quật lại sau hơn gần một thế kỷ. À, rồi bắt đầu thêm một cái trường phái nữa bằng lúa mì của ông Biswarup á, kỷ lục gia bác sĩ người Ấn Độ á. À, ông tự trồng riêng trong cái trang trại lúa mì hữu cơ, cái thông bằng cái phương pháp đó, là người viết cái quyển sách 72 giờ chia tay tiểu đường á. À, và cái phương pháp đó của ông thì chi phí tốn kém cũng tương đối cao, trong 72 giờ đó thì 73 ngày đó, 3 ngày làm phương pháp đó, giá thời đó mình cũng nhớ không nhầm là khoảng 10 tới 15 triệu một người á, là 3 ngày đã ăn ở theo cái phương pháp của ổng. À, nhiều lắm. À, rồi tính tới hiện tại cái ta ứng dụng lại thì thị trường hiện tại còn cái phương pháp thông đại tràng bằng cà phê là tương đối nhiều, hình hành hơn mấy cái khác. Đó. Nhưng với góc nhìn của y khoa thì có một số cái chị cần lưu ý tham khảo, nếu đạt thì hãy làm ha. Thì để cho các anh chị rõ cái góc nhìn này thì chúng ta sẽ có một vài cái thông tin liên quan tới y khoa để các anh chị nắm, rồi đó cân nhắc coi mình có cần làm không ha. À, coi mình có cần làm không.
Còn cái việc uống thuốc sổ thì hiển nhiên nó sẽ sổ ra rồi. Đó. Nhưng uống thuốc sổ để làm gì? Đó. Rồi thông đại tràng để làm gì? Cái mục tiêu mình làm cái phương pháp đó, đó. Nó là cái gì? Nó hướng tới điều gì? Cái đó nó quan trọng hơn việc mình làm cái phương pháp gì? Hình dung ý này không? Dạ. Cái này nó quan trọng lắm nha. Đó, rồi tư duy của mình nữa. Dạ. Chút xíu nữa có bối cảnh thì mình nói thêm cái đó. Rồi, để cho các anh chị có góc nhìn rõ về cái này, sẵn thì nói luôn. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ đến cái phương pháp này. Vậy hiện tại đang dùng nhiều cái này ha, chúng ta vẽ lại cái cách này. Nó thông nó nhiều vai trò lắm ha. Nó liên quan tới cả cái hệ thống này chứ không phải chỉ có cái đại tràng nha. Đó là lý do mà phải vẽ hết lại cái hệ thống này. Cái này hôm qua có chú thích rồi nên không chú thích nữa nha. Rồi. Để làm được cái này, đầu tiên có một cái khái niệm mà các anh chị cần phải làm rõ nha. Làm thế nào để vẽ đẹp gì hả? Dạ, chị vẽ khoảng 15 năm giống em là đẹp à? Giống người xem học hóa vậy đó. Còn thầy em không biết cái phương trình oxy hóa khử, ông cân bằng cái phương trình oxy hóa khử đó, đó, cái chỉ số cái nào nó cũng trên 100 hết trơn. Mình ngồi mình tính một loại con mắt không ra. Ông lên ông chấp tay cho đít ông nhìn khoảng chừng 10 giây cái ông viết luôn hết. Cái em mới đại diện lớp, tại em lớp trưởng, thầy ơi bí quyết để cân bằng phương trình oxy hóa khử. Không nói có gì đâu, cái bài này tôi dạy gần 20 năm rồi. Rồi. Ừ, quay lại nội dung này. Câu đầu tiên. À, cần phải làm rõ theo các anh chị thì cơ thể con người có độc không? Đó. Cái câu này là phải làm rõ nha. Cơ thể con người có độc hay là không? Ai nói có đánh số 1, ai nói không đánh số 2. Cho nó lẹ. Ai không biết đánh số 3. Dạ. À, có hình như là Rồi. Cảm ơn cả nhà phối hợp. Theo góc độ của y khoa, theo góc độ của y khoa, cơ thể con người không có độc. Theo góc độ của y khoa, cơ thể con người không có độc, mà cơ thể con người chỉ có rác thải. Chỉ có rác thải
Thông qua quá trình tiêu hóa, quá trình chuyển hóa của cơ thể mà nó sản sinh ra và cần đưa ra bên ngoài. Hình dung ý này không? Nhưng nếu nó không đưa ra bên ngoài thì chính những rác thải đó mới phát sinh ra vấn nạn và có thể tạm gọi là độc tố được phát sinh từ rác thải. Hình dung ý này không? Cho nên nói dùng cái từ thải độc là y khoa không có cái từ đó. Cho nên là gì? Thải độc đại tràng, thải này thải kia là y khoa người ta không cho phép. Đó là lý do mà người ta không ủng hộ, nếu không nói là bài trừ các phương pháp thải độc đại tràng. Bởi vì dùng từ thải độc đại tràng là người ta cự. Hình dung ý này không ta? Chỉ có rác thải thôi thì trong rác thải đó mới phát sinh ra vấn nạn sau đó. Tại trong đó nó có gì? Trong rác thải mà đặc biệt là trong cái đại tràng đi, trong phân đi. Thì trong phân nó chứa gì trong đó? Cả nhà có biết trong phân nó chứa gì trong đó không? Vi vi khuẩn lúc nãy là mình nói xong rồi đó. Vi khuẩn nãy mình nói xong rồi đó. Cái gì nữa? Các anh chị nắm hết các yếu tố đó đó thì cái thời điểm đó đó các anh chị mới cho lời khuyên phù hợp cho anh ta được. Và bởi vì các yếu tố đó cho nên là khi liên quan tới thải độc là y khoa anh ta cự liền dùng từ thải độc á. Anh chị hình dung cái này không? Rồi thì trong cái khía cạnh liên quan á, thì trong phân á, nó có gì? Nó chứa nước nè, nó chứa xác của vi sinh vật nè, nó có các chất vô cơ nè, cái phần thừa của tiêu hóa nè, nó có đạm nè, nó có mỡ nè. Nó có đạm nè, nó có mỡ nè, có xơ nè. Vân vân và vân vân. Thì đặc biệt trong đó là xác vi sinh vật và cái chất vô cơ được thải ra, nếu nó không tống ra bên ngoài thì vô tình ngay tại cái cơ quan mà dự trữ đó đó, tức là đại tràng đó, nó có thể phát sinh ra vấn nạn. Mà một trong những cái vấn nạn nếu để lâu dài nhất mình dễ thấy đó, có thể dẫn tới trĩ nè. Rồi có thể dẫn đến các túi thừa nè, mà gọi là polyp á, polyp đại tràng á, phân bị giữ lâu cho nó nén, nó chặt, nó len lỏi trong các niêm mạc của đại tràng á, cái từ nó bao lại là thành cái túi thừa, thì cái đó nó có thể sinh ra ổ viêm. Nên túi thừa bình thường thì mình không nói, nếu túi thừa có lẫn phân ở trong đó nữa thì bắt đầu nó sinh ra viêm. Viêm xong rồi nó từ từ nó sẽ có những cái bất ổn kèm theo, thì đó là cái tiến trình những giai đoạn đầu của ung thư đó, ung thư đại tràng á. Đó lý do tại sao người ta nói là phải phải tống ra bên ngoài, phải thải ra, nên trong y khoa gọi là cái gì? Đào thải, rác thải, chứ không có nói thải độc đó. Rồi vì vậy là lan tỏa trên thị trường, rồi lên YouTube, rồi TikTok, rồi Facebook nói thải độc, cái người ta can thiệp và lại thần thánh hóa cái phương pháp đó lên, cho nên là nó đụng cái tam giác giới mà, nếu mình có học trong nội tâm hình dung được không? Cho nên là phải bị ơi hả? Cho nên mình với góc nhìn khách quan nè, thứ nhất các anh chị đổi lại đừng dùng từ thải độc nữa, mà các anh chị dùng cái từ là làm sạch đại tràng. Dạ không có sai, trong viện chẩn có phác đồ thải độc là không có sai, mà là khái niệm nguồn khác, cái cách dùng từ và khái niệm nguồn khác thôi. Rồi thì
Chúng ta sẽ bắt đầu lần về lịch sử để chúng ta tìm hiểu lại cái lộ trình này. À, bởi vì cái phương pháp này á, xuất phát điểm hiện tại à, trong ngành nó là từ Tây y đi ra. À, từ những năm mà 1920 á, là cái phương pháp này lần ngược dòng lịch sử ha. Từ những năm 1920 thì phương pháp này đã được nghiên cứu ra đời. Thì năm nay là 2024, tức là cái phương pháp này đã có hơn một thế kỷ. À, bằng cà phê hữu cơ á, và được nghiên cứu phát kiến bởi bác sĩ Gerson, cho nên ta còn gọi là phương pháp thải độc Gerson. À, được chưa? Rồi, nó trong cái quyển sách tên là Gerson Therapy á. Gerson Therapy. Thì nó sẽ nói cái phương pháp này rất lớn. Nó nhiều, ha, phân tích kỹ cái đó. À, rồi mãi tới năm 1924, sau 4 năm. Sau 4 năm thì chính thức cái phương pháp này được ứng dụng và được ghi nhận và viết thành sách thì vào năm 1926. Thì nếu nói về dấu mốc được ghi nhận là cái năm này, 1926. À, và phương pháp này á, được nghiên cứu ở cái giai đoạn đó đó là dành cho hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Cái phương pháp này á, thời điểm đó đó là nghiên cứu dành cho người bị ung thư. Và lộ trình làm như vậy khoảng từng nó dao động tối đa trong thời điểm đó khoảng 15.000 đô nếu hết lộ trình. À, rồi nghiên cứu phát triển dần dần từ mãi tới năm 1930 mấy á, lúc đó thì y học bắt đầu can thiệp vô. Y học can thiệp vô. Cái từ từ cái có một giai đoạn từ năm ba mấy đến năm bốn mấy á, trong khoảng thập niên đó đó. Cái thập niên 30-40 á, cái phương pháp này nó được phản đối nhiều trong y khoa. Rồi từ từ cái nó lặn luôn sau suốt nhiều năm tháng. Rồi mãi tới năm 1990 mấy á, bắt đầu mới được khai quật trở lại. Và nhiều người bệnh gọi là bệnh mãn tính, bệnh nan y á, cái ứng dụng cái phương pháp này trong sách được khai quật đó, cái người ta có kết quả. Cái bắt đầu lan rộng dần ra. Đầu khai quật là tìm về cái nguồn lịch sử lại của cái phương pháp này. Rồi tới năm 2000 là bắt đầu chập chững nó về Việt Nam. Rồi tới năm 2010 thì phương pháp này bắt đầu lan rộng tại Việt Nam. Và tới năm 2015 là chính thức ở Việt Nam cái phương pháp này lan tỏa và live stream rất nhiều. Và hiện tại có rất nhiều công ty người ta đang bán cái này. À, cà phê hữu cơ. À, thầy Toàn được biết cái phương pháp này từ một người giảng viên của trường trường công an mà cũng mê, rất mê dinh dưỡng. Hồi đó theo thầy Toàn học dinh dưỡng á, cái biết phương pháp này cái chỉ là cho thầy Toàn. Thầy Toàn mà cái gì liên quan tới sức khỏe đâu thầy mê lắm, cái thầy nhận cái phương pháp này liền. Thầy hỏi có đủ hết độ đây không, đưa thầy về thầy thử. Cái người kia đưa cho thầy, thầy nó lấy ba bộ đi, hỏi làm gì, về có thằng thử chung. Thì lúc đó em lên em chơi là các anh chị biết kìa. Lâu em vô lại, lúc đó là 12 giờ đêm, em đang đọc sách. Cái tật của em hồi xưa đụng sách là em đọc hoài không ngủ. Nên là thầy về tới nhà khoảng 11 giờ đêm. Thầy tắm rửa xong thầy nói là câu này hay lắm, cứ đọc sách đi, chừng chút xíu anh ra anh hướng dẫn. Cái mình thấy nó nghi nghi rồi. Tại nửa đêm mà thầy không kêu mình là mình thấy nó nghi nghi rồi. Cái lôi ra, lúc đó còn thầy Lê Hồng Phụng nữa. Thầy Phụng cũng đang đọc sách. Thế nên là chút xíu em vô em kêu em Phụng đợi anh. Nó dạ. Cái thầy tắm, thầy ăn nhẹ cái khoảng 11 giờ rưỡi tối á. Lúc đó là bắt đầu quay ra nói anh mới nhận được cái phương pháp này hay lắm. Là em ngồi em cười không mà dạ. Cái phương pháp thông đại tràng này hay lắm, nó làm sạch đại tràng. Em cũng biết là đại tràng sạch nó liên quan đến sức khỏe đúng không? Nó dạ biết. Thử nha. Anh lấy ba bộ, ba anh em mình thử. Anh làm trước hai em làm theo sau. Cái nửa đêm lên nấu cà phê, lúc đó công thức nó phức tạp lắm, nó không đơn giản như bây giờ. Nó phải gì, bao nhiêu gram cà phê nấu với bao nhiêu ml lần một, lần hai bao nhiêu ml pha loãng với bao nhiêu dung tích,
nó phải qua tới 4 công đoạn, còn bây giờ nó đơn giản dữ lắm mà. Hồi xưa phải làm tới 4 nấu tới 3 lần và 3 lần pha, rồi sau đó đưa lên mặt để thử nhiệt độ nữa, lúc đó không có nhiệt kế. Đó. Ngay cái thời điểm đó đó, cái thử thầy làm trước, thầy nói là ngon, khoảng nửa tiếng ngon, cái tới nó vũ làm, nó vũ nó để vụng làm trước thì em làm sao cho, để em nấu cho nó. Lúc đó mình cũng sợ. À, cái đó cái bắt đầu em làm cho thầy phụng luôn, thì còn cuối cùng cái thầy tỏ để anh làm cho em. Đâu có thoát nổi. Thì lúc đó vũ làm là khoảng 1:30 sáng, tới vũ làm là tới khoảng 1:30 sáng. À, làm xong sáng hôm sau các anh chị thấy nó vui lắm, nó có ba cái vật chất khác nhau. Ba cái biểu hiển lộ vật chất khác nhau. Thầy toàn làm xong qua ngày hôm sau thầy tiêu chảy, tiêu chảy tới 7 ngày. Tiêu chảy đến nỗi mà sáng hôm sau thầy có lớp dạy sức khỏe, cái thầy điện vô nó, vô em dạy thay anh đi, anh đi hết nổi. Thầy mới điện cho ban tổ chức bên kia đó, bữa nay vũ nó thay anh nha, anh đi hết nổi, anh bị tiêu chảy. À, thì vũ ngược lại với ông thầy, ông bị tiêu chảy 7 ngày, còn vũ bị bón 5 7 ngày. Vũ là bị bón luôn. Còn thầy Phụng á, là khủng khiếp nhất trong ba người. Khủng khiếp nhất trong ba người là cái chân ổng lở ra giống như hàng mặc tử vậy đó, giống như bệnh phong cùi vậy đó, nó sổ ra trời ơi, nó lở lét cái chân sưng to lên như chân voi vậy đó, rồi mủ nó xì mụn trên mặt của ổng ha. Hồi đó mà cái mặt của thầy Phụng đã mụn sẵn rồi, mà làm đó xong mụn còn dữ nữa. Hồi đó Vũ hay chọc quê thầy Phụng gì nè, cái mặt của em ai lỡ có đánh em chỉ cần đưa cái mặt ra em giả bộm nặng bụng thì nó cũng chạy đi. Mụn nó cỡ đó, bụng bọc không vậy đó, thì nó sổ ra chị ơi, nó sổ cái chân của thầy bụng là lở loét hết luôn cả 7 8 ngày, rồi sau đó phải mất thêm gần cả tháng mới phục hồi, nó lở nó bị viêm luôn tới cỡ đó đó. À, đó thì lúc này xong cái thầy toàn chiều đó về mới gom lại mấy ngày sau đó, khoảng 3 ngày vậy đó, cái gom lại mới nói cái này nó sao sao ta, sao ba thằng làm giống nhau mà sao kết quả khác nhau, nó có sai chỗ nào không. Lúc này mới điện cho cái người bên kia hỏi là cái kỹ thuật lần nữa, rồi hỏi là thêm cái nữa coi làm sao làm sao, rồi cái đưa vô như thế nào, cần gì nữa không, thì mới phát hiện ra một điều, đây là mình khiếm khuyết một cái góc nhìn, giai đoạn nó khiếm khuyết một góc nhìn, nó chưa đủ á, là cái góc nhìn của dinh dưỡng sau đó, thì mới thấu hiểu được lý do tại sao mà cái phương pháp thông đó nó phải làm đúng đủ, đúng đủ, và nó khiếm khuyết nó sẽ phát sinh ra hệ lụy gì, và khi đó mình nghiên cứu về mặt y khoa xong mới phát hiện lý do tại sao người ta không cho làm nếu như không đủ đầy, còn nếu đủ đầy thì về chuyên khoa người ta cũng nói dựa vào cái mong muốn, và các chuyên gia đi trước và có hiện thực người ta nói là không để làm gì, dựa vào mục tiêu người ta có nên hay không, thì cái phương pháp nó sẽ có lộ trình giống như thế này, và những cái nguy cơ nếu như nó không có được đúng đủ, và đa lo ngại của y khoa, rồi nếu giải quyết được tất cả yếu tố này thì người ta cũng không nói các anh chị là gì, là nên thông hàng ngày, cũng không dám nói cái đó, nhưng mà phụ thuộc vào cái mong muốn của mình hiểu nó xong rồi thì mới có khả năng là có muốn thông hay không, là tùy quyết định của các anh chị. Với cá nhân của Vũ, thầy Toàn cùng thầy Phụng và một số anh chị khác á, sau khi tìm hiểu lại hết, sau đó và điều chỉnh lại hết, sau đó sau 1 tháng đến 3 tháng lận nha, thì chính thức thời điểm mà Vũ ứng dụng là sau cái đó 3 tháng Vũ mới dám làm. Còn thầy Toàn với thầy Phụng ở Hồ Chí Minh thời điểm đó, thầy Vũ lúc đó ở Cần Thơ, thì thầy Phụng với thầy Toàn làm là sau đó khoảng nửa tháng đến 1 tháng là thầy Phụng thầy Toàn làm luôn tới giờ, còn Vũ là sau đó 3 tháng mới làm, tại cái tánh của Vũ á, cái tánh nghi của Vũ nó cao hơn. Thứ hai nữa là Vũ là cái tiếp người khoa học, cho nên là cái gốc khoa học mà không làm rõ thì Vũ không dám làm. À, Vũ thuần hiểu. À, còn thầy Phụng thầy Toàn là thuần tin trong giai đoạn đó. À, nhưng may mắn là ba thầy trò phước báo còn, cho nên là còn bây giờ. Thì tới bây giờ là thông, tính ra là thông cũng gần 10 năm liên tục á. Dạ. Cá nhân thôi nha,
Nói ra điều này không phải để khuyến khích các anh chị thông nha, phải hiểu điều này nha. Rồi, tùy các anh chị, với cá nhân của Vũ với thầy thì làm ok rồi, thì bây giờ là ok, làm tới giờ. À, thì lộ trình theo cái phương pháp này nó như thế này nè, các anh chị tham khảo để làm đúng đủ nếu muốn làm. Đây, đầu tiên á, cái nguyên liệu chính của nó đó chính là cái cà phê hữu cơ. Cái này là kỹ nha, cái cà phê hữu cơ, cái này nó quan trọng, chất lượng của cái này nó quyết định nha. Nhớ đây là bố đang cho thông tin cái phương pháp này nha, chứ không phải khuyến khích các chị làm nha, phải hiểu nha. Hả? Nhớ cà phê hữu cơ nha, chứ đừng có cà phê mà uống hả? Đừng có là gì, đừng có uống cà phê, lấy cà phê uống hàng ngày nha, nhắm mắt lại thưởng thức. Vũ hay nói hoài với một số người hồi xưa còn nghiện cà phê, lần đầu tiên lên Sài Gòn uống ly chè Sài Gòn, uống ly cà phê Sài Gòn, nhắm mắt lại thưởng thức, ô nguyên một cánh đồng bắp không thấy cây cà phê nữa hết. Thì cà phê nó đưa vô là rất nguy hiểm nha, kỹ nha. Rồi, thì cà phê hữu cơ lúc làm á, thì cái thời lượng lúc làm này nè, thì cái dung lượng làm nó có hai loại, là một là cà phê hòa tan, hai là cà phê hữu cơ rang xay. À, thì nếu là cà phê nấu lên á, rang xay ra nấu lên á, thì một lần làm là dao động 10 cho tới 20 gram. À, tùy vào cái thể trạng của mỗi người. À, thì giai đoạn ban đầu thường ta làm 10 gram. Được. Rồi sau đó cà phê này sẽ nấu lên. À, sẽ nấu lên, nấu lên cho sôi, sôi xong rồi cứ để tầm khoảng từ 1 cho tới 3 phút cho caffeine nó ra hết. À, 1 đến 3 phút cho caffeine nó ra. Thì lúc nấu như vậy là nấu tầm khoảng 500 ml ha. Khoảng 500 ml phương pháp nha. Rồi sau đó cái người ta lược ra, người ta lấy có một cái miếng lược á ha, người ta cho vô cái ca như thế này nè, có cái ca. Đó. Cái ta lược cà phê, nó có cái khay lược, ta lược cà phê sau khi nấu xong cái ta cho đây nè, ta lược để lấy lại cà phê à, đã ra. À, sau đó cái người ta sẽ cho vào cái túi, này là trong y học là cái túi treo để cho bệnh nhân ăn á, túi treo thực phẩm á. À, cái túi treo này nó là 1.200 ml dung tích của nó. À, rồi cái túi treo này nó sẽ có cái ống giống như ống nước biển vậy đó, nó có cái van ở đây để điều chỉnh lớn nhỏ dòng chảy xuống tới đây. Rồi sau đó người ta có một cái ống nối vô đây. À, ống son á, cái ống nối này, nó đưa vô hậu môn, đưa vô đường hậu môn một đoạn khoảng 6 đến 10 cm. À, 6 tới 10 cm. Rồi thì như lúc nãy Vũ nói đó, cà phê có hai dạng là hòa tan với tự nấu ha, thì tùy chứ thích cái nào làm cái đó. Rồi tới đây ha, đưa vô đây thì người ta sẽ cho cái cà phê được lọc nè, người ta cho túi này. À, nhớ là trước khi cho đây là người ta sẽ cho thêm 500 đến 700 ml nước sạch. Rồi sau đó người ta cho vô cái túi treo. Và nhiệt độ lúc này nó khoảng 37 độ, tối đa 39. À, nó dao động 37 tới 39, mà đẹp nhất là 37. À, có nhiệt kế là chính xác nhất, còn không thì theo cảm tính của người ta là người ta áp vô cái má, đưa cái túi treo áp lên má. À, để người ta cái má thấy ấm ấm là đạt. Rồi cho vào đây, cái lúc làm á thì người ta nằm nghiêng bên phải
lá gan nằm bên phải cho nên nằm nghiêng phải. À, nằm nghiêng phải, cái anh ta xả cái này ra, cái nút điều chỉnh nè. Cái nút này là nút điều chỉnh cho nó chảy thành dòng. Cho nó chảy thành dòng. Cái quá trình làm thì xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Nếu mà có mắc quá, có mắc đại tiện á, thì khóa van lại chỗ này. Cái co cái chân trái lên, đạp xuống. Thì qua cái cơn co thắt, cái tiếp tục xả tiếp, xả đến khi tối đa là hết cái bịch này là 1.200 ml, tối thiểu là 500 ml, nếu chịu không nổi thì đi đại tiện. Vào đại tiện á, đó, nhớ là thời gian mà xả hết cái này vô cái đường đại tràng thì tối đa lưu giữ là 15 cho tới 20 phút. Lưu giữ. Không được quá cái con số này. Đây là khuyến nghị theo cái phương pháp đó. Quá thời gian này thì cái tác dụng nó là khác đi. Rồi. Sau đó đi vào nhà vệ sinh. Đi vào nhà vệ sinh. Cái anh ta bỏ cái ống này. Bỏ cái ống thông đại tràng nè. Tháo chỗ này ra. Chỗ này nè. Tháo ra. Bỏ cái ống nè. Giữ lại cái phần trên này. Cái túi treo với đoạn này. Cái anh ta xúc lại. Cái anh ta giữ lại sử dụng tối đa 10 lần. Còn cái ống thông này một lần thông là một lần là một ống. Được chưa? Rồi. Thì với cái phương pháp này nó khác biệt với phương pháp uống. Nếu mình uống bằng đường miệng thì nó sẽ theo đường tiêu hóa và kích thích lên não bộ. Nhưng nếu đưa bằng đường đại tràng thì vô đây cà phê nó sẽ có cái caffeine như chúng ta đều biết. Thì cái caffeine này thông qua đường thông đại tràng này nó không phải nó đi thẳng lên gan đâu nha. Con đít hai sao lên nổi. Mà nó thông qua cơ chế thẩm thấu và nó kích hoạt. Nó sẽ tác động lên lá gan này nè. Và nó tạo ra một cái chất. Nó tên là glutathione. Và cái chất này á, nó có vai trò đặc biệt quan trọng trong chống lão hóa. Trong ngành mỹ phẩm á, người ta ứng dụng cái chất này trong mỹ phẩm. Nó làm cho trẻ hóa da. À, nhưng cái phương pháp này trong cái tài liệu của Gerson thì nó sẽ kích phát cái glutathione khi làm theo phương pháp này. Nó tiết ra gấp 400 đến 500 lần. Đó là lý do mà người ta ứng dụng để điều trị ung thư không dùng thuốc trong giai đoạn đó. Hình dung cái này không? Đó. Nhưng mà thời điểm đó là tính ra tới giờ là nó đã hơn hơn 100 năm rồi. Cho nên cái nhận định của 100 năm trước và sau 100 năm nó có sự thay đổi. Hình dung cái này không? Nên 100 năm trước và phương pháp này ra đời nó giống như là một cái phát minh vĩ đại vậy đó. À, rồi sau 100 năm thì cái gì còn nữa thì mình sẽ điều chỉnh tiếp. À, rồi sau khi nó tiết ra glutathione này, nó sẽ đưa lại trong cái hệ thống tiêu hóa này, đặc biệt đường ruột. Thì lúc này nó sẽ tạo ra cái cơn co thắt, kích thích đại tràng mà từ đó bắt đầu đi đại tiện liền, nó tống ra ngoài. Hình dung không? Nó sẽ tống ra ngoài hết. Đó, nó tống ra ngoài hết. Đó. Thì những cái gì còn len lỏi ở bên trong á, nó sẽ tống dần ra. Đó. Hiển nhiên một lần làm nó không sạch hết được đâu. À, mà nó ở tương đối thôi, nhưng nó sẽ nhẹ đi cho chúng ta nếu làm đúng ha. Rồi vậy thì ở tới chỗ này, tới chỗ này à. Ừ, tới chỗ này thì với y khoa người ta sẽ có một số cái cần phải lưu ý chỗ này. Thứ nhất, đây là những lo ngại của y khoa mà ta phản đối nè. Tây y nha, mở ngoặc tây y. À, mở ngoặc tây y. Thứ nhất á, là với y khoa người ta sợ á, tại vì thị trường bây giờ quá nhiều cái phương pháp thông nên người ta sợ nhất á, đó chính là cái dung tích thông, dung lượng thông, dung tích thông. Bởi vì có những cái phương pháp như lúc đầu mình nói nó mười mấy 20 lít lận, mà cái phương pháp đề tóc một số các trường hợp nó có cái phòng đề tóc riêng á, cái nó nằm xong đưa cái ống vô cái phân nó đi ra ta thấy luôn, thì vô một lần như vậy khoảng mười mấy lít nước lận, cho nên là nó nguy hiểm, nên là cái lo ngại đầu tiên. À. Ừ.
là cái lo ngại đầu tiên. Cái thứ hai, cái lo ngại thứ hai đó chính là nhiệt độ. Bởi vì nhiệt độ của cái dung dung tích này nè, của cái dung dịch này nè, đi vào trong đại tràng mà nó không phù hợp, nó sanh ra hệ lụy lớn lắm. Có một số bạn trong quá trình pha chế cái nhầm cái tỷ lệ, cái cuối cùng nhiệt độ nó cao quá, nó có thể làm bỏng niêm mạc đại tràng. Và bỏng niêm mạc đại tràng thì chỉ biết cái đường đó là trong đây chứa phân nhiều đúng không, mình đâu có biết con khuẩn gì trong đó đâu, thì lúc này nó có thể sanh ra nhiễm trùng máu. Có thể nha, chứ không ai dám khẳng định, nguy cơ mà. Thì lúc này nó rất nguy hiểm, bỏng cái niêm mạc đại tràng nó bong tróc luôn, thật sợ cái đó. Còn nếu nó lạnh quá thì nó làm cho co thắt đại tràng, thì nó làm tới cái việc là gì, đau bụng cho co thắt. Nên cái nhiệt độ quan trọng. Để chưa? Rồi. À, cái thứ ba. Cái thứ ba. À, cái thứ ba là cái quan trọng tiếp theo. Mà nếu trong hệ thống tiêu hóa, đại tràng là cái quan trọng nhất. Đó chính là lợi khuẩn. Bởi vì vừa đưa vô xong cái là đi ra liền. À, mà nếu làm ngày nào cũng làm như vậy thì cái lượng lợi khuẩn là probiotic nè, nó sẽ được đi ra ngoài hết qua cái đường đại tiện. Thì như thế này nó làm mất đi cái sự cân bằng vi sinh của đại tràng. Mà nó mất cái vi sinh ở đại tràng thì nó gây ra hệ lụy lớn lắm cho sức khỏe tiêu hóa, đặc biệt là liên quan tới miễn dịch. À, kịp chưa? Cái thứ ba, cái thứ tư, đó là quá trình thông này nếu đưa cái dây vào và thiếu chất bôi trơn, nhiệt độ cao quá thì có khả năng dẫn tới nứt hậu môn. Nứt hậu môn. Nứt hậu môn. Cái thứ năm, người ta sợ cái nữa là bởi vì người ta không biết người ta đang xài cái phương pháp nào, mà ống thông người ta sợ cái ống thông này nó to nè, cái người ta sợ gì, không chỉ nhất nứt hậu môn mà người ta còn sợ giãn cơ vòng hậu môn. Hình dung cái này không, nứt giãn cái cơ vòng hậu môn ở đây, và giãn nó cũng chưa đến nỗi, mà người ta sợ là gì, là phụ thuộc. Cái số 5, sợ phụ thuộc. Tức là có thông thì đi mới được, không có không được. Hiểu cái này không? Ta sợ cái này. À. Nhưng mình ta quên là có nhiều người không thông cũng không đi. Em nó bón lâu năm quá nó cũng không đi. Đó. Rồi, cái số 6. Cái số 6 đó chính là cái dinh dưỡng sau thông. Bởi vì sau thông nó sạch hết rồi thì cái lượng dinh dưỡng của cơ thể nè, của đại tràng nè, nó cũng mất cân đối, mà không đưa vào bổ trợ thì có thể dẫn tới hệ lụy. Được chưa? Rồi, đó là một số lo ngại của Tây y. Nếu như các anh chị làm rõ được 6 cái qua cái niệm nguồn này và có đủ cái lượng dinh dưỡng sau thông. Lượng dinh dưỡng sau thông đó là cái gì? Đó là vi chất tổng hợp. Probiotic. Probiotic. Chất xơ. À, chất đạm. Đạm hoàn chỉnh nha, chứ không phải đạm bình thường nha. Đạm hoàn chỉnh. Đó. Nói cơ bản là mấy cái này.
Rồi, nhiệt độ đúng, dung tích phù hợp, bổ sung lợi khuẩn và dưỡng chất sau đó. Lúc đưa vào hậu môn có chất bôi trơn phù hợp, có thể dầu dừa, dầu ô liu. Nguồn nước thông thì sạch. À, ống thông thì nó đơn giản, tại ống thông dùng theo phương pháp này, cái ống son này nó chỉ khoảng chừng phi 10, phi 12 thôi. Nó rất nhỏ. Nó nhỏ hơn cả đầu đũa ăn nữa. Cho nên nó không có làm giảm cơ bồng và không gây ra nứt hậu môn. Thì nếu có được dinh dưỡng sao thông, nếu làm đúng phương pháp, đúng nhiệt độ, thì có thể thông hàng ngày. Thầy ơi, vậy cái lợi khuẩn đó thì mình có bổ sung làm sao không thầy? Nó ra hết rồi thì nó có ảnh hưởng gì không ở đây? Thì mình mới bổ sung thêm lợi khuẩn sau đó này cô. Tức là sau khi thông mình uống lợi khuẩn vô. Dạ. Dạ. Dạ biết ơn thầy ạ. Dạ, bởi vì không có uống vô cho nên mình mới sợ. Dạ. Dạ, tại một ngày bình thường cơ thể người khỏe mạnh đi đại tiện tốt thì nó mất khoảng 6 tỷ con. Dạ. Đó là bình thường á, nên việc mất 6 tỷ lợi khuẩn hàng ngày là chuyện bình thường. Cho nên sau khi thông đại tràng á thì bổ sung lại tối thiểu 6 tỷ lợi khuẩn. Dạ. Dạ, đó là gốc thông tin. Ở quýt thì một số anh chị có thể thông bằng cái agua ngon á, đó là thay cho cà phê. Đúng rồi. Dạ, quýt thì agua ngon nó có một cái đặc tính đặc biệt là miễn còn trong cái chai đó được sản xuất thì nó là kiềm hóa vĩnh cửu. Rồi đi vào trong cơ thể của mình thì nó sẽ theo cái phản ứng khác. Nhưng mà còn ở trong cái chai dung dịch đó là nó kiềm hóa vĩnh cửu luôn, trong cái nghiên cứu và thống kê được khoa học ghi nhận. Dạ. Đó, thì đó là một vài cái liệu liệu trình quan trọng ha. Thì giống như chị La Trần có hỏi là lưu giữ khi hết nước trong túi treo. Đó. Này, từ khi mà xả hết dung dịch trong túi này vào cái đại tràng thì tối đa được lưu giữ là 15 cho tới 20 phút. Nếu mình muốn nó sạch hết á, còn vừa đưa hết vào trong đây rồi mà muốn đại tiện mà không kìm được thì cứ đi bình thường. Cái này nó đơn giản lắm ha, nó đơn giản lắm tại ống nó rất nhỏ. Dạ hiện tại thì trung tâm không có hỗ trợ cái đó nữa, giai đoạn đầu thì còn hỗ trợ cho mentor. Còn giai đoạn này thì không hỗ trợ. Dạ lúc mà mới mở tâm y dung ra thì khoảng nửa năm đầu á mentor tới thì hỗ trợ hết cái này, có nấu dung dịch, nấu cà phê, hỗ trợ hết thì các anh chị. Không thu phí giai đoạn đó, chỉ lấy cái phí dinh dưỡng thôi với phí dụng cụ thôi. Dạ một lần làm như vậy á, nếu mà các anh chị tự làm tại nhà, tự mua dụng cụ giá sỉ á, thì lần làm nó khoảng chừng 120.000 tối đa, khoảng 120.000 đồng cho lần làm. Dạ còn hồi xưa làm nó khoảng 1.000 đô một lần. Dạ Thầy, với cái vậy giá mình, thầy ơi, vậy mình làm bao nhiêu ngày thì mình lại ngưng hả thầy? tùy theo nhu cầu của cô, con như của cô Dạ. như con nói rồi đó, ví dụ Dạ. như là với tụi con á thì không có điều trị, không có làm thải độc gì hết trơn, mà tụi con chỉ Dạ. muốn cái đại tràng sạch rồi hỗ trợ sức khỏe làm cho mình trẻ hóa thì tụi con ngày nào cũng làm. Dạ. Với tụi con thì làm tới giờ là gần 10 năm rồi. Dạ. Dạ Dạ biết ơn. dạ còn tần suất của các anh chị thì tùy vào tình trạng của các anh chị và nhu cầu, cho nên con mới hỏi lại gì là các anh chị làm để làm gì thì lúc đó mới có lời khuyên được. Dạ tại dựa trên cái mong muốn của mình á thì người ta mới hỗ trợ cái đó cho mình phù hợp được, chứ không phải cứ thấy người ta thông cái mình ham ham cái mình thông, rồi cuối cùng mình thông mình cũng không biết để làm gì, nên cuối cùng lỡ có một cái gì đó nó diễn ra nó không như kỳ vọng của mình cái cuối cùng mình đổ thừa, nó nhức đầu lắm. Dạ. Dạ dụng cụ này thì tùy các anh chị ở đâu mua cũng được, các anh chị tới các trung tâm bán dụng cụ y khoa đều có bán, Shopee, Lazada đều có bán, nhưng mà giá nó khác. Cần các anh chị có thể liên hệ với Tâm Y Dung ha, với ban tổ chức của quýt thì các anh chị có thể được mua với giá sỉ tốt hơn, cái giá nó ngợi hơn nhiều nếu các anh chị cần hỗ trợ. Dạ còn ai thân với em với vợ em thì liên hệ vợ em, liên hệ với em ít nghe máy tại em đứng lớp thường. Dạ cái túi truyền này thì giá sỉ mua là 30.000 à,
Còn các chị mua ngoài tiệm thuốc là khoảng 45. Đó. Thì một cái ống truyền này, mỗi ống mua sỉ hình như có khoảng 3.000 thôi. Mua số lượng nhiều hơn nữa thì nó rẻ hơn nữa, nhưng thường là 3.000. Còn ngoài tiệm bán khoảng 4.000, 4.500 gì đó. Đó. Rồi. Còn dinh dưỡng này thì các anh chị sau đó thì liên hệ nhân mạch của mình ha. Như hôm trước Vũ nói rồi đó. Lên đây thì mình nói cái tổng quát khách quan, chứ mình không có nói tên dinh dưỡng, tại nó sẽ ảnh hưởng với đến nhân mạch của người ta. Tại vì vô đây á nhắc rất là nhiều loại khóa nào Vũ cũng nói nãy cho ai hỏi là cũng trả lời nãy cho. Tại vì mình đang nhận cái thông tin, cái tri thức liên quan tới sức khỏe. Cái mình nói cái tên dinh dưỡng nào đó ra, cái ô cuối cùng vứt dại xong cuối cùng cũng bán hàng. Thì nó đóng cái não của mình là đóng cái tiếp nhận thông tin đó, nó uổng cái tri thức. Nên thôi cứ nghe trước tổng quát trước, rồi cuối giờ gì đó, đó cuối khóa gì đó, thì các anh chị hỏi nhân mạch của mình là cái đầu tiên, cái người giới thiệu mình đi học á là cái đầu tiên. Nó nghe thầy Vũ nó có phương pháp đó, ông có hỗ trợ cái này không? Chị có hỗ trợ này không? Rồi nếu không có thì bắt đầu liên hệ lại ban tổ chức mới hỗ trợ. Bởi vì tôn trọng nhân mạch là nguyên tắc hàng đầu của Quýt. Rồi lên đây là thuần về thông tin kiến thức để hỗ trợ cho cả nhà. À, nếu không lên cái mình lên đây cái mình bán buôn cái nó nhức đầu lắm. Rồi một số anh ở trong đây không hiểu cái nữa. Cái ai đó làm công ty dinh dưỡng nào đó trên đây, cái lúc nó cái giả bộ hỏi, giả bộ hỏi thầy Vũ ơi, uống cái tên nó được không, cái vô tình cái mình không có thuần tâm á, cái người ta nói gì xong cái nó ở cái đó được á, cái vô tình cái người ta lợi dụng mình, cái mình bán hàng cho người ta luôn, mà lỡ nó không có uy tín cái rồi mình chết luôn. Hiểu cái này không ta? Mà lỡ cái đó nó không uy tín mình biết mà mình nói nó không đúng thì cuối cùng mình lại hại cái người đưa lên luôn, thì nó không ổn lắm. Thôi thuần đơn giản nhận tri thức trước, rồi cần gì đó, cái sản phẩm gì đó thì liên hệ với nhân mặt. Hình dung được không cả nhà? Dạ. Cho nên để bích lòng trước đặng lòng sau. Nên cái thuần nhận thông tin trước. Dạ. Dạ không, Tâm Y Dung giờ đâu có hỗ trợ thông đại tràng tại Tâm Y Dung nữa. Có nửa năm đầu á, tức là từ tháng 8 2023 cho đến tháng 12 2023, cái nhầm 22, tháng 8 2022 đến tháng 12 2022 thì còn hỗ trợ. Rồi bước xong năm 2023 tới giờ là không hỗ trợ nữa. Dạ, chỉ hỗ trợ dụng cụ và dinh dưỡng nếu cần, còn không có hỗ trợ thông tại trung tâm nữa. Hồi xưa có hỗ trợ tại trung tâm, có dành một phòng riêng cho mentor với cho học viên. Dạ. Rồi về người đang có bầu thì thứ nhất là trước khi có bầu hồi xưa tới giờ đã từng thông chưa? Nếu hồi xưa tới giờ mà chưa từng thông thôi đẻ xong hay là cho nó an toàn. Dạ. Rồi còn hồi xưa tới giờ đã từng thông rồi mà cơ thể khỏe mạnh thì có thể thông, nhưng để an tâm nhất thì vẫn nên để qua tháng thứ sáu là hệ thông, nếu đã từng thông nha, nếu đã từng thông nhiều năm và cơ thể vẫn khỏe bình thường à, thì có thể thông, nhưng để an tâm hơn là từ tháng thứ sáu, còn an tâm nhất vẫn là đẻ xong rồi làm. Dạ chưa lần nào hết thì thôi để đẻ xong đi. Giai đoạn này để hỗ trợ cho tiêu hóa nhuận trường thì nhớ lại ngày hôm qua để tiêu hóa tốt làm 7 bước đó đi. Và tham khảo thêm cái góc nhìn dinh dưỡng thai kỳ thì tốt hơn. Dạ. Hiển nhiên là thông không ảnh hưởng. Tuy nhiên, hồi đó giờ chưa từng làm hệ quy chiếu với lại khái niệm nguồn chưa đủ thì nên thôi. Nên làm cái gì thuần tự nhiên nhất là tốt nhất. Dạ. Giống như vợ em thì hay từ lúc mà mang bầu bé thì vẫn làm bình thường. Nhưng tại vì vợ em tin em. Rồi vợ em theo thì mình cũng, chồng của mình cũng làm ngành này cũng có ở đây thường xuyên. Lúc thông ổng cũng làm cho mình cho nên an tâm. Dạ, những khoảng chừng 5-10 lần đầu là em làm cho vợ em không. Dạ. Nên từ khi mà làm xong quen thì tự làm. Dạ. Em cũng về em hỗ trợ cho mẹ, cho cha này kia ở nhà. Hiển nhiên mẹ em thì em nhờ vợ em giúp đỡ, cha thì em làm. Đó, để hướng dẫn nhiều trong gia đình.
thì tùy vào mục tiêu, giống như anh của em thì biết xong thì cũng cũng làm, nhưng mà một năm cũng làm có 2 lần thôi. Chị em thì khoảng chừng quý làm lần, còn mẹ em thì có em mới làm, không có không chịu làm. Nó làm này con Vũ ở nhà hay làm phải sợ. Có gì cũng kêu nó được. Người lớn tuổi mà hiểu tâm lý, cho nên chừng nào về em mới làm. Hình dung mấy này không cả nhà đó, nên đây là góc nhìn của y khoa, của tây y ha. Thì đây là 6 cái điều người ta lo ngại. Nếu như các anh chị giải quyết được nó thì có thể làm. Các anh chị muốn chiều sâu thêm nữa thì nhớ tham khảo người có chuyên khoa. Ngày thị trường bây giờ, bên ngoài bây giờ thì nó có rất nhiều. Ngoài cà phê hữu cơ ra thì bây giờ bên ngoài đầy không? Nhiều lắm. Nó còn đơn giản như ở dân gian ta làm là chanh nước ấm. Nước chanh nước ấm. Nấu nước ấm xong nặn chanh thì ta thông. Còn phương pháp truyền thống hồi xưa tới giờ là nước nước ấm thôi. Bà bầu chuẩn bị lên sanh là ta đưa nước ấm vô thôi. Rồi nội soi đại tràng đưa nước ấm vô thôi. Đơn giản vậy thôi. Rồi có một số người thì có thể thêm vô tí muối. Thì nghe mấy cái đó là phải có chỉ định. Ở bệnh viện Tây Y là phải có chỉ định. Khi nội soi để làm sạch, để đưa vô cái ống nội soi vô á, cho nó thấy rõ. Rồi, còn phương pháp này thì nó như vậy. Nếu như các anh chị xử lý được các khái niệm nguồn và những lo ngại của y học Tây Y thì có thể làm hàng ngày. Nhưng mà mục tiêu các anh chị làm nó quan trọng nha. Làm để làm gì? Còn với cộng đồng thì với tem thì muốn cho đại tràng sạch rồi trẻ hóa cơ thể. Hiển nhiên đó là một lộ trình. Rồi sau đó là mình còn ăn uống ngủ nghỉ vận động theo 40 chân bàn nữa. Hình dung không? Đó. Rồi, mình hiểu rõ góc nhìn y khoa rồi, cái góc nhìn mục tiêu của mình để làm. Để các anh chị có góc nhìn khách quan. Nếu không nghe không tới cái đổ thừa là cái gì? Bên quýt suối thông đại tràng này kia rồi đưa ra nhức đầu lắm nghe. Nghe không tới cái nghe bà chớp bà nhán nghe không hết á. Cuối cùng đồn thổi này kia, cắt ghép này kia nhức đầu lắm. Nên thuần nhận thông tin trước. Đó lý do tại sao khi hỏi sản phẩm thì gần như là xuyên suốt 15 buổi em không nói sản phẩm gì chứ. Khóa nào với ai hỏi em cũng không nói. Có số người nhắn hỏi hoài luôn, cái nồi gì với thầy, cái máy lọc không khí gì với thầy, rồi cái máy lọc nước gì với thầy, dinh dưỡng tên gì, không nói. Nhưng có một số học viên là các công ty khác cái vô nhắn phải cái này không, phải cái kia không. Rồi có một số người vô thì giả bộ hỏi đó để mình trả lời, rồi thuận lợi cái đó bán hàng luôn. Thì mình không hiểu tới cái đó mà mình lại không thuần tâm nữa thì vô tình mình tiếp tay không phù hợp á, mà mình lại nói không được nữa thì mình hại người ta nữa. Người ta không học được thì nó uổng quá. Mình thay là thay cái ống nói này nè chị, cái ống thông vô hậu môn á, nên cái màu xanh này nè khác màu rồi, thấy không? Tháo này đi vô toilet xong tháo ống này ra là bỏ cái ống này. Bỏ ống nói trực tiếp vào hậu môn á, còn cái phần còn lại thì mình vệ sinh mình dùng lại. Đó là cái ống ngắm. Rồi, được hen. Rồi các anh chị có cần tham khảo á, các anh chị liên hệ ban tổ chức để lấy cái video hướng dẫn. Video đó cũng là nội bộ thôi. Nên có nhận được thì cũng dùng nội bộ, không có đăng lên truyền thông. Thì ban tổ chức gửi. Có 2 clip trong đó, thì có 1 clip là Vũ trực tiếp quay. Vũ làm trên điện thoại cho nên cũng sơ sài, nó cũng nhiều năm rồi. Cho nên clip đó là nó cũng sơ sài thôi. Còn 1 clip thì sử dụng Aqua Ngon á, các anh chị có thể tham khảo thêm nếu cần liên quan tới nếu cần tham khảo ha. Ống thông đưa vào hậu môn bằng silicon to mềm, có làm rộng hậu môn không thầy ạ? Ủa, nãy giờ thì là không có nghe cái đoạn đó hoặc là mất vào. Cái ống son theo phương pháp này nó chỉ có cái phi của nó khoảng chừng 10 đến 12 thôi, nó rất nhỏ.
Đó, nó rất nhỏ nên nó không Nhỏ ảnh hơn cái đũa mà. nhỏ hơn đũa ăn nữa, nó nhỏ hơn cái ống hút nữa nhỏ xíu à, nên không ảnh hưởng. Đó. Bởi vì bên ngoài người ta không hiểu thông cái gì mà thấy quay trên mạng này kia đang nằm mà bên kia thấy đầu ra cái ống thủy tinh nó lớn chà bá là phân nó dài vậy nè, cái người ta tưởng ra tánh tưởng nó tưởng lên liền, cái người ta tưởng cái ống nó bị lớn vậy nè thì phân nó mới chạy ra được cái đó, cái người ta sợ chỗ này là nứt hậu môn rồi nó giãn cơ vòng, hiểu ý này không? Dạ. Dạ nên cái đó người ta sợ cái đó, hiển nhiên không biết thì người ta phải sợ thôi. Dạ nghe xong là người ta sợ liền gì. Dạ dạ à. Liên hệ ban tổ chức, tức là cái link mà các anh chị đăng ký á, lúc mà các anh chị đăng ký cái khóa này nè, các anh chị mở cái mail, các anh chị coi lại trong đó có hotline, cái số hotline. Dạ mở cái mail các anh chị lên á, cái mail mà gửi được link cho các anh chị vào học nè, ở trong đó có cái số hotline. Dạ thì liên hệ số đó, nói có học cái buổi mấy đó thì thầy Vũ có nói nội dung đó, thì ban tổ chức cho xin video hoặc tài liệu tham khảo, cái gì có thì gửi, không gửi đại trà, ai cần thì mới gửi. Dạ ngày mai á, thì Vũ sẽ gửi trước cho các anh chị tham khảo nếu các anh chị cần, đó là khái niệm nguồn của Đông y, ba cái học thuyết để các anh chị tham khảo trước, để tới nhà Đông y các anh chị đơn giản để nắm bắt luôn nếu cần ha. Dạ dạ để mình vào cho đơn giản, tại vì Đông y tới tính tới hiện tại á, đa phần thì khái niệm nguồn nó thuộc là biết không biết, tại vì định hướng của xã hội bây giờ thì Tây y người ta biết nhiều, đó là lý do tại sao mình vào cái năng lực là đi Tây y trước, bởi vì nhiều người biết hơn là Đông y, nhưng mà sau 5 năm nữa thì nó khác nha, định hướng nó đã khác, cứ 5 năm là các chị thấy có sự biến đổi. Rồi tới đây được chị Dung, hài lòng với câu trả lời không? Dạ có, biết ơn thầy. Dạ cảm ơn chị. Dạ chị ha, nên nhớ mục tiêu làm để làm gì nó quan trọng hơn phương pháp làm. Rồi về nguồn nước thì nước sạch nhất có thể, tốt nhất trong thời điểm thông này nên dùng cái nước nước suối á, hoặc nước tinh khiết. Nước lọc. Dạ nên dùng cái loại nước tốt nhất có thể mà các chị có thể chuẩn bị. Rồi cái này trả lời là tại vì nó liên quan tới nội dung tiêu hóa, nó liên quan tới nội dung ngày hôm qua là hệ tiêu hóa cho nên mới trả lời, còn hỏi bệnh là không trả lời. Dạ rồi Thầy ơi, lúc đầu là 10 đến 20 gram hòa tan với bao nhiêu ml nước lúc lúc bắt đầu nấu ấy ạ? À? nè chị, 500 là có ghi đây nè, Không, đấy là lúc thêm. Lúc thầy bảo là cho nấu theo thêm sôi vào. để 500 ml nè, nấu sôi với 10 đến 20 gram, rồi sau đó mới pha thêm, mình lọc ra xong mới thêm vô 500 đến 700 ml để pha cho nó ấm nguội lại. Dạ Đó vâng là em. tổng cộng nè, tối đa là 1.000 nè, Dạ vâng ạ. 500 lúc nấu, 700 lúc pha. Dạ vâng ạ. Dạ Thế anh chị ạ. lúc nấu mà để 1 đến 3 phút thì lúc này nó còn là khoảng chừng 400 thôi, khoảng 400, 400 mấy thôi, tại nó bốc hơi ít ra. Nhớ lọc Dạ. lại nha, chị lấy nước thay sát cà phê thì bỏ ra. Rồi còn nếu các anh chị dùng cà phê hòa tan thì trong cái cà phê hòa tan đó nó có hướng dẫn cái dung tích, thì cứ theo cái hướng dẫn trên cái gói đó thôi nếu dùng cà phê hòa tan. Dạ Viên thầy ạ. còn nếu Thầy cái ơi, nếu như dạ mà dùng, thầy bảo là dùng các cái loại khác ấy thì cái lượng glutathione nó có lên, ví dụ như thầy bảo là dùng aqua hay là dùng các cái khác ấy, nó có làm tăng cái lượng, bởi vì thầy nói là caffeine thì nó mới làm tăng cái lượng glutathione đúng không ạ? đúng rồi, câu hỏi rất hay, đó là lý do tại sao tôi dùng cà phê hữu cơ mà không dùng cái khác, thông cái khác thì nó không có, nó chỉ làm sạch đại tràng thôi chứ nó không có cái glutathione, Bên thầy ạ. mỗi cái nó có một cái ưu điểm riêng của nó, cho nên nếu chỉ làm sạch đại tràng thôi thì các anh chị làm kiểu gì cũng được, cho nên mới hỏi là nhu cầu mục tiêu làm để làm gì á.
Hình dung biết này không? Dạ, năm sáng đấy chứ. Dạ. Còn A Qua Ngon thì nó có cái tính năng riêng của nó vượt trội hơn ở cái chỗ khác. Ví dụ như làm kiềm hóa được cái cơ thể, cái nội môi, nó nhờ cái đặc tính đặc biệt của nó là miễn là nó còn trong cái chai của bên hãng đó, đó thì trong đó là nó kiềm hóa vĩnh cửu, nên cái độ kiềm của nó rất cao, nên khi thông được vào trong cơ thể bằng cái A Qua Ngon đó thì nó có tính năng khác, nó làm sạch tốt hơn nè, Chất lượng, ít co thắt chất hơn, lượng nó đảm bảo. nó đơn giản hơn để làm nè, nó đậm Đúng rồi. làm nè. Dạ, tại một lần làm có một hai giọt thôi, cứ pha À, rất là nhỏ, như một hai giọt là làm nó lẹ lắm, nó lẹ hơn cà phê nhiều. tức là mình sẽ đun nước bình thường đúng không ạ? Xong đó cho mấy giọt đấy vào đúng không? Đun nước xong cái mình pha ra ở nhiệt độ nè, 37 độ nè, làm ấm lại hết đúng nhiệt độ cơ thể, xong nhỏ cái qua ngon vô không. À, vâng Dạ, ạ. là đơn giản. Dạ Dĩ vâng. nhiên là tùy người nha, mỗi người người ta có cái trải nghiệm khác nhau. Có người thì người ta cũng thông nhiều loại rồi nhưng cuối cùng ta vẫn thích cà phê, thì có người thích cái kia, có người thích cái nọ, tùy người ta, cái đó là tùy cơ thể. Nên mới hỏi là mục tiêu thông để làm cái gì. Thầy ơi, cho em hỏi cái chỗ cà phê đó bắt buộc phải là cà phê hữu cơ hay ví dụ như nhà em có cà phê thì em làm có được không? Cà Không. phê hữu cơ là tốt nhất, an toàn nhất, cái gì đưa vô cơ thể mình lại dùng cái tốt nhất. Thì cái cà phê nhà mình canh tác thì nó cũng tốt mà thầy. Thì nếu chị đảm bảo chất lượng thì chị xài. Dạ, ok, Dạ, ok yeah. Nếu chị đảm bảo được chất lượng đó là chị làm. dạ. Dạ, Thầy ơi, cho em hỏi một tí. À, em nghĩ là cái thải độc này khi mà khi cả cái nước nó vào trong cơ thể mình thì nó phải là đại tiện ra và nó lỏng chứ. Như thầy nói là thầy thì bị táo thì em chưa hiểu là vì sao nó lại bị táo được nhỉ? Tại vì là nó vào cơ thể mình thì nó phải lỏng ra chứ đúng không ạ? thì lúc mà đi xong đi ra hiển nhiên nó lỏng nhưng mấy ngày sau nó mới táo, là do thời điểm đó em thiếu lợi khuẩn, em thiếu dinh dưỡng, à nên hệ khuẩn đang Đúng giai rồi. đoạn nó rối loạn cho nên làm bót Đúng rồi. luôn. Còn thầy Toàn thì thiếu dây lợi khuẩn nhưng mà thầy lại bị co thắt ruột trước đó cho nên là đưa vô cái thầy tiêu chảy, còn thầy Phụng thì lá gan kém, rác thải nhiều mà cơ thể lại đang lở loét nữa, nên sẵn bối cảnh nó miễn dịch nó hoạt động nó xử luôn. Đó, Ừ. em Mỗi người biểu hiện khác nhau, cứ đơn giản nè, là cái gì vào cơ thể nó bất ổn lớn thì nó xử lý trước thôi. Nên, ví dụ như là canxi chẳng hạn, sẵn bối cảnh nói một kiến thức đơn giản của canxi dưỡng học. Canxi thì mình nghe mình đều biết nó liên quan tới xương đúng không, nhắc tới canxi là ta nhớ liền tới sức khỏe của xương đúng không, nhưng mà ngoài xương ra canxi còn hỗ trợ các yếu tố khác không? Có chứ, nó còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa chứ đâu phải chỉ xương, nó còn nhiều vai trò khác nữa. À, nhưng mà thời điểm đó cái người nào đó mà bị xương á thì đưa canxi vô có khả năng là nó sẽ có biểu hiện cái canxi ở xương rõ nét, nhưng mà thời điểm đó cái người đó bị cái yếu tố khác nhiều hơn là xương thì có thể uống canxi vô nó xử lý cái kia chứ không thấy biểu hiện xương gì hết trơn. Cụ thể một chút, nhà mình á đang xây, nhà của ai đó đang xây nếu bị dột mưa, có nhiều cái chỗ dột quá thì có phải mình lựa cái chỗ nào bự nhất mà mình lợp trước không, thì cái dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó cũng vậy, quá dạ trình đúng. chuyển cái nào nó hư nhiều nó ưu tiên nó sửa trước. Thành dung ý này không? Đó là tại sao cùng một loại dinh dưỡng uống vào trong cơ thể cái biểu hiện khác nhau, nó ưu tiên nó sửa chữa cơ thể người đó ở cái gì, nó tùy thuộc vào hệ thống công năng, hệ thống duy tu của cơ thể người đó. Nên cái đâu phải uống canxi vô là tốt xương. Có một số người bị co rút cơ chuột rút thì uống canxi vô nó hỗ trợ rút cơ chuột rút chứ đâu phải hỗ trợ xương. Dạ. À, cơ thể nó tự phân hóa nó vi diệu lắm, nên tính tới hiện tại khoa học chưa có nghiên cứu được cơ thể con người bao nhiêu đâu, nó chưa có gì là nghiên cứu hoàn chỉnh về con người hết trơn á, mỗi cái tí tí thôi, nhưng khổ nỗi là người ta biết có một chút chút về cơ thể con người thôi là đề cao cái biết của mình lên, mà những cái chưa biết về con người thì đánh giá thấp. Mà một trong những cái đánh giá thấp của y học bây giờ á
là đề cao cái trí tuệ cá nhân nhân tạo mà quên cái trí tuệ tự thân của con người. Đó là một trong những cái thông tin quan trọng, đó chính là cơ chế tự chữa lành. Quá đề cao hiểu biết của cá nhân mình mà quên cái trí tuệ của cơ thể. Hiểu quý này không ta? Thầy ơi, cho em hỏi vi chất với probiotic với sơ là khác nhau hay là một cái có ba cái đó thầy? Khác nhau, tên khác nhau mà. Chất sơ là chất sơ à, Vi còn chất là probiotic là lợi khuẩn, chất đạo hoàn chỉnh, rồi vi chất là vitamin và khoáng chất tổng hợp, khác nhau hết chứ. Thì một lần uống vô này nè, nó khoảng hơn 25 chất. như là đạm bằng chính em có rồi, Thì vi mấy kia. vi chất có nghĩa là vitamin C, vitamin nhóm B, vitamin tổng hợp phải không thầy, hay là Đúng rồi. dạ em có hết, em thấy cái vi chất là như em không có nên em mới hỏi thầy. Có thì hôm trước chị nhân mạch của chị lại hỏi lên ta, ta biết loại này á, nên ta hướng dẫn cho chị. Dạ Còn không thì có số điện thoại của em nhắn, em gửi hình đó qua chị tự tính. dạ em cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn chị. Thầy ơi cho em hỏi probiotic là lợi khuẩn thì là đạm hoàn chỉnh luôn ạ. Dạ không, hai đó khác nhau. Thêm dấu cộng này để dễ phân biệt ha. Dạ em Rồi. thầy ạ. À, thế đạm hoàn chỉnh thì nó là như thế nào chị thầy? Đạm hoàn chỉnh là đạm có đủ 9 axit amin thiết yếu, là loại mà cơ thể không tổng hợp được, phải đưa từ bên ngoài vào. Dạ, em biết anh thầy. Để bìa hiểu công năng của nó, các anh chị có thể lên Google tối nay tự hiểu. Đó là 9 axit amin thiết yếu. Vai trò của nó là gì? Là các anh chị sẽ nắm hết. Chính cái đó nó quan trọng lắm. Mọi loại tế bào trong cơ thể của con người đều cần 9 cái axit amin thiết yếu đó. Em mời chị Hòa. Rồi, bài học tâm đắc ngộ ra không hỏi nữa nha. À, dạ vâng, dạ em biết ơn thầy và cả nhà đã cho em được chia sẻ. À, trước khi chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì cho em gửi lời biết ơn tới thầy cũng như là tổ chức quýt đấy. Tự nhiên mấy ngày hôm nay em thấy nó cũng hơi xúc động một xíu. Tại vì là ngay đây em nghĩ em không nghĩ cho đến hiện tại mà em lại có thể hưởng thụ học tập về sức khỏe nó được lâu như thế. Thì thực ra là trước đấy kiểu như là cứ nghe sức khỏe là cảm thấy rất là cao siêu so với bản thân em, sức khỏe là tài chính nhỉ, thì kiểu đấy cảm giác em cứ kiểu là cứ bị rào cản là mình không hiểu, thì thật là may cho đến hiện tại thì em vẫn ngồi được ở đây nghe thầy nói là em biết ơn rất là nhiều. Và với cả này bây giờ cũng xin phép được chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra, thì là em xin chia sẻ chân thành là em học tới đâu thì cũng thấy mình có vẻ hiểu tới đấy. Vậy là ngon Em rồi vẫn đó, có học thể tới đâu thì cái đó là ngon rồi còn gì nữa. em nói xong lại cho em là sẽ tức là cái về cái mảng và về về cái gọi là gì góc nhìn gọi là cái chiếu Tây y ạ, thì đúng là em thầy nói thì đúng là học tới đâu em nghe được hiểu tới đây, nhưng mà hệ thống khái quát lại thì em không tức là nghe nghe xong rồi tự nhiên thấy hôm qua thầy nói thế là xong Tây y chuẩn bị sang Đông y rồi, đúng không? Thế tự nhiên mình học cái gì nhỉ, vừa học những cái gì tức là em không không tự nhiên trong đầu em tự nhiên là hơi hoang mang một xíu. Thế là sau tối hôm qua là học xong thầy là em bắt đầu ngồi đọc lại ấy, đọc lại hệ thống lại, rồi đầu em mới hình dung được là vậy thì là đối với Tây y thì em thấy nó là như thế này. Thế em xin phép được gọi là chia sẻ những cái điều mình hiểu về Tây y một xíu. Thì thường là đầu tiên khi mà nhắc đến sức khỏe thì rõ ràng là mình vẫn cứ phải là nghĩ đến, tức là hướng tới cái điều khỏe là điều đầu tiên, cho nên là mình cứ gọi là dinh dưỡng, vận động, gọi là tinh thần hay là ngủ nghỉ á, thì nó là điều rất là cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày luôn rồi. Thứ hai thì nếu như mà lỡ mà cho cái cơ thể mình mà phát sinh một cái vấn nạn gì đấy thì mình có một cái câu đó là
tế bào gặp vấn đề ở đâu thì vấn nạn phát sinh ở đấy. Thế em hiểu là khi mà cơ thể mình mà xuất hiện một cái vấn nạn như đấy là chứng tỏ là cái tế bào ở đấy là đang gặp vấn đề, và mình phải hiểu được à cái bộ phận này đang ở đâu, cái bộ phận tức là nó thuộc cơ quan nào và cái cơ quan đấy là có cái cấu cấu tạo cấu tạo như thế nào, hình dáng cấu tạo, vai trò, rồi là biểu hiện của nó khi mà nó không khỏe hoặc là nó khỏe thì như thế nào, thì mình phải nắm được là cái đấy. Cái thứ ba nữa là khi mà một cái tế bào mà không may mà bị vấn đề á, thì có cái nó đó là đúng hơn là nó có sự mất cân bằng trong cái sinh và chết, thì kiểu như là khi bị mất cân bằng sinh và chết thì cái việc đầu tiên thì rõ ràng khi mà mình gặp vấn 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 nạn như thế á, thì nếu như mà trong trường hợp may mắn mà nó chỉ gọi là ở mức độ nhẹ thôi thì hoàn toàn là mình chỉ gọi là nếu mà bên kiểu như bên bác sĩ không cần can thiệp thì mình phải tập trung về bên cái bốn chân bàn đấy, tức là về từ tinh thần, vận động, ngủ nghỉ và dinh dưỡng. Đó là một cái cách mà để cho gọi là giảm stress tăng sinh vô cùng hiệu quả đối với cái việc mà mình gọi là cân bằng lại cái tế bào của mình. Thứ hai nữa là nếu không may nữa mà nếu như mà kiểu là vấn nạn nhưng mà cần phải điều trị thì lúc đấy mình cứ tuân theo theo tùy vào góc nhìn của mình á, thì mình sẽ tuân theo, nếu mà theo Tây y thì mình phải theo cái hướng dẫn điều trị của bác sĩ, nhưng mà bên cạnh đó nữa mình vẫn phải gọi là tôn trọng cái bác sĩ, tức là cái hệ miễn dịch của mình, thì bằng cách là mình bạn vẫn quay đi quẩn lại, em thấy vẫn cứ phải tập trung vào bốn cái chân bàn. Cho nên là dù là bác sĩ bên ngoài hay là bác sĩ ở trong cơ thể của chính mình, thì bản thân cái người bệnh hay là cái người đang có cái vấn nạn đấy thì vẫn phải là hợp tác phối hợp, thông qua là mình phải gọi là cân bằng đủ cái bốn chân bàn đấy. Thì cá nhân em thì xung quanh em ấy, tức em nói trong cái hệ thống hệ quy chiếu của cá nhân em, thì em cảm nhận được là những cái người mà đang kiểu là không may mà có vấn nạn về sức khỏe ấy, thường là người ta chỉ tập trung gọi là một một cái chân thôi. Ví dụ như là đến gặp bác sĩ xong thì về thì em thấy hầu hết là chỉ người ta chỉ bổ sung về dinh dưỡng thôi. Đấy, còn lại như kiểu là tinh thần hay là vận động ngủ nghỉ là kiểu như là do cái tinh thần nó không được tốt thì kéo theo cũng vận động hay ngủ nghỉ nó cũng không không được tốt đấy, mà chỉ tập trung là ăn gì rồi ăn như thế nào. Thì là em cũng muốn chia sẻ là ngày xưa là mẹ em cũng không may là bị ung thư ấy, thì thực sự là cái đợt đấy là bà cũng lo lắng và kiểu cũng tìm hiểu về các cái cách ăn thế nào để cho không kiểu phát sinh, để cái con tế bào ung thư nó không có phát triển thêm á, mà nhưng mà lại cái tinh thần cũng như là cái vận động ngủ nghỉ thì lại rất là không ok luôn, cho nên là nó có sự mất cân bằng cái chân bàn đấy. Thì em bây giờ mới hiểu được là à, dù là mình không may mà gặp phải một cái vấn nạn gì thì chắc chắn là mình phải 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 là giữ nguyên cái cân bằng cái kiểu bốn chân bàn đấy. Dù là con phải gặp bác sĩ hay không gặp bác sĩ, thì em thấy cái tầm quan trọng trong cái Tây y, đặc biệt trong cái hệ quy chiếu Tây y, thì đó là mình cái điều mình cần làm đối với cái người mà để đảm bảo cho cái sức khỏe cũng như là gọi là cái vấn nạn của mình được cái gọi là theo chiều hướng tốt hơn đấy á. Thì là ngành học em cảm thấy rất là tâm đắc sau khi em học về Tây y, bây giờ em cũng khái quát được à, hóa ra là nó là như thế. Em cũng rất là biết ơn thầy. Thứ hai nữa là em xin chia sẻ một cái điều này, nó cũng hơi không biết phải nói thế nào, không biết là nên vui hay nên buồn thầy ạ. À, vì là tối qua là em bắt đầu, ngày trước thì em có làm thực hiện cái nghi lễ của thầy hướng dẫn rồi, thế sau vì công việc nó cuốn thì em cũng bỏ bẵng một thời gian một xíu, thế là tối qua đấy em bắt đầu mới làm lại, cũng gọi gì nhỉ, massage hồi xuân cơ thể rồi vỗ thông kinh lạc rồi hít thở, nhưng mà hiện tại là em đang hít thở dương thôi, dương khí ấy, thì trộm vía ngủ rất là ngon thầy. 11 giờ rưỡi gì đấy là em bắt đầu ngủ, là đi vào giấc ngủ rất là dễ và trộm vía ngủ rất là sâu, nhưng mà chuyện không được vui lắm đó là sáng nay em ngủ một phát đến 5 giờ, tức là em bị vào muộn so với cái mentor mà đang gọi là thay gân đổi cốt của mentor mà thầy Toàn đã coach được buổi sáng rồi ơi, và ngủ ăn tức là em không hề, tức là em bảo phải nghe được tiếng chuông để dậy đúng không, nhưng mà em còn không nghe thấy cái chuông gì, may mà còn bật được dậy lúc 5 giờ. Ôi ngại kinh khủng, bảo lần sau mà vào học thật như thế này thì chắc bị trừ điểm mất, không được tốt nghiệp. duy trì tới đó là cơ thể cái nhịp sinh học nó sẽ bình lại, với dấu hiệu cái sức khỏe cái bình thường ngủ được như vậy đó là
Hiểu đơn giản ha, một góc nhìn, đây là một trong những góc nhìn khi cơ thể bắt đầu muốn ngủ, buồn ngủ. Đó là báo hiệu cơ thể nó cần thời gian để phục hồi. Tức là mình trong cơ thể nó có cái gì đó rồi. Nên cơ thể nó cho tôi phục hồi một cái. Và biểu hiện của nó là buồn ngủ. Tại vì lúc mình ngủ á, là cơ thể nó sẽ hồi quy. Nó hồi quy lại. Cái lúc mình ngủ là cái hệ thống công năng, hệ thống duy tu nó mới làm việc. Duy trì và tu sửa, hiểu cách vậy đó. Khi mình đi ngủ, cái ảnh làm việc. Mà hệ thống duy tu theo góc nhìn của y học Tây y á, đó là liên quan mật thiết đến hệ thống miễn dịch. Bởi vì từ 11 giờ đêm đến 4 giờ sáng là giờ mà hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ nhất. Là ổng bắt đầu tuần tra lại cơ thể của mình, coi có chỗ nào bất ổn không mà ổng xử lý. Rồi đối với hệ thống của y học Đông y thì đó là bắt đầu giờ khởi điểm của hệ thống gan mật bắt đầu vận hành. Thì bắt đầu cũng xử là tương đồng với ở Tây y á, đó là gan cũng là cái cơ quan chủ đạo trong vòng tuần hoàn bạch huyết. Rồi cứ như vậy cộng hết lại hai cái góc nhìn đó thì đó là giờ mà cơ thể nó sửa chữa. Vậy thì mình ngủ muộn, ngủ trễ chứng tỏ rằng là nó sửa chưa hết, cho nên nó cần ngủ thêm. Một góc nhìn thôi nha, đó là một góc nhìn. Nên ở một cái góc độ nào đó về sức khỏe thì đó là dấu hiệu tốt. Vậy thì mình sẽ làm phối hợp thêm nữa, nếu nó đúng nha thì mình thêm những cái chân bàn còn lại để khi giấc ngủ trong tương lai á, nó sẽ đúng theo cái nhịp sinh học của mình lại. Dinh dưỡng vận động. Dinh dưỡng, vận động, tinh thần, giấc ngủ thì xong rồi, ba chân còn lại á. Hình dung không? Với cả em cũng muốn chia sẻ cái này, em buổi sáng kiểu được vận động với thầy Toàn á, em học được cái này em thấy hay lắm thầy ạ. Tức là khi mà mình vận động thì đúng là em thì xuất hiện là mình bị mỏi ấy, cái hiện tượng mỏi rất là lớn, là kiểu như mà nếu như trước đây á, thì thường là em sẽ phải dùng ý chí thì mới vượt qua được. Thế tất nhiên hiện tại thì vẫn ý chí, nhưng mà có cái này em thấy nó rất là hay, đó là mình tìm cái điểm nghỉ, cái thời gian nghỉ trong cái quá trình vận động á. Tức là trước đây em chỉ hiểu là ví dụ như khi mà mình đi làm á, mình gọi là mình chăm sóc sức khỏe khi đi làm, là mình kiểu là tinh thần mình lúc nào cũng vui vẻ, nhiều năng lượng trong công việc á, thì rất là ok. Thì em trộm vía là tính đến hiện tại là em vẫn đang làm được điều đấy. Nhưng mà về cái điểm nghỉ ở trong cái vận động thì em mới hiểu được, à rồi cho nó lại là trong khi vận động nhưng mà mình vẫn tìm được cái điểm nghỉ đấy thì mình sẽ không bị cảm thấy bị mỏi nữa. Em cũng thấy em học được cái đấy từ thầy Toàn, cũng thấy rất là hay thầy Rồi. ạ. Tìm Dạ được khoảng nghỉ trong vận động, trong các động tác. vâng Tức là đúng khi chuyển động tác thì có một cái giây phút ngắn, đó là thoải mái, đó là cái khoảng nghỉ. Thì khi mình chị nhận dạng được và chị hình dung được, chị nhận được cái đó đó, thì nó không có vận động, mà xuyên suốt cái quá trình đó là chị nghỉ ngơi. dạ Tại vì chị Đây chỉ tập trung cái khoảng nghỉ mà. Hình dung không? Tìm được cái khoảng nghỉ đó thì cái thời điểm đó chị đâu có tập đâu nữa mà mệt. Chị trong chạy bộ cũng vậy, ai mà tìm được các khoảng nghỉ trong chạy bộ, chạy hoài không biết mệt. Ai kiểu mà sao tìm được mà khoảng nghỉ bên ở trong squat cũng tương tự. dạ em cũng thấy mọi người kiểu cứ chạy ầm ầm squat sau này em ý kiểu cũng cũng ứng dụng dần đấy, thì là cũng chia sẻ luôn là cái khi mà biết được cái thông tin mà con trai của thầy Toàn Khánh Tâm á, mà đạt được kỷ lục gia về 1.000 cái á, hơn 1.000 cái á, thì em lúc đấy cũng cũng kiểu là mình cũng muốn thử sức thôi, tại sao em bé như thế này mà còn làm được thì mình thử xem thế nào. Nhưng mà lúc đấy thì em lại lại không không biết cách, thì em chỉ tập trung vào cái mình dồn cái năng lượng của trân trọng biết ơn để em làm thôi. Thì thì đúng là hôm đấy là em có làm được 1.000 cái, nhưng mà cái hậu quả đó là trời ơi 3 ngày em không đi được. Báo cho nghe tin mừng nè, kỷ lục mới nhất là 33.000. À mới nhất luôn ạ. Em Mới là em nghe là 23 của cô gì, cô Thảo hay sao đấy. đây rồi, đã bị qua mặt cách đây một ngày rồi. Trời ơi bây giờ kiểu cảm giác nó rất là vô hạn, nó cảm giác kiểu mình làm nào cũng được cái thầy nhỏ. Dạ. Thì em đang kể là cái chuyện hôm em squat là 1.000, sau em đi chân không được, thế các cô ấy bảo chị Hòa ơi, chứ chị làm cái gì mà chị đi không được, mà bảo tôi có làm cái gì đâu. Là Mới cũng master hay. đó, master là quá từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối.
thầy có ra cái giải thưởng Master 2 vừa rồi là 60 triệu tiền dinh dưỡng tài trợ chú uống. Thì trong đó có ba anh chị quá, tới 7 giờ tối thầy nói giờ tôi đuối rồi à, cho ba người đậu hết chia ba nghe. Đợi các anh chị chết tới sáng vào nè. Quá hoài không ai chịu bỏ cuộc, thầy cứ thôi cho ba người đậu luôn, chia ba người tài trợ 20 triệu tiền dinh dưỡng uống trong năm. Thì khoảng 33.000 đó. Và lúc đó là thầy kêu nghỉ, thầy tới giờ tổng kết á, chứ không phải là họ hết sức, họ vẫn làm được nữa. Vâng, Hình vì dung là sau khi kiểu như em ngày trước không biết là em cứ thế là em vào em nhảy vào em làm luôn, nhưng mà em thì không biết là mình cần phải gọi là gì nhỉ, vận động, tức là gọi là gì, dùng từ gì thì thầy nhỉ, vận động à, vận động trước khi làm ấy thầy, khởi tức động là cơ bản nhất, trước và sau khi làm, với cả trong quá trình làm thì mình kiểu đặt ý rồi gọi là làm cái hơi thể thở nó tốt đấy, đã nó đều á, thì về sau thì em cũng được một cái trải nghiệm là sau đấy em cứ làm cứ đều đều, cứ một một trong kiểu trong giờ dậy á, em hay kiểu tranh thủ là squat thì em cũng tầm 500 cái cứ đều 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 như vắt chanh vậy á, thì kiểu như mọi các cô cũng thấy em làm thì em bảo em hướng dẫn á, thì sau em hướng dẫn thì hôm đấy cũng may là cái cô đấy làm và em cũng hướng dẫn trước và sau khi tập mình giãn cơ nó kia, thì em về cũng cũng hơi lo lo, em hỏi em có gọi điện nhắn tin hỏi có thế em ơi em có kiểu bị đau chân hay như thế nào không, hiểu chứ không em chả bị làm sao cả chị ạ à, các thứ, thì đó là một cái hiện thực mà em cũng thấy vui vui, em muốn chia sẻ với thầy và cả nhà. Em biết ơn thầy và tổ chức biết rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dạ, Xuống em xin hàng phép đánh ạ. dấu sao ghi vô. Đây là cái tri thức quan trọng dành cho ai muốn vận động nè. À, quy trình chung cho mọi môn vận động. Nó có cái quy trình chung ha. Rồi tùy vào cái môn nó sẽ có thêm riêng, nhưng cái chung, điểm chung của các môn vận động nó chỉ có ba cái từ thôi. Chỉ có ba cái từ đây, điểm chung nha, mình đang nói điểm chung. Từ thứ nhất đó là khởi động. Khởi động mọi cái môn vận động trước khi làm thì từ đầu tiên đó là khởi động. Rồi mục tiêu của khởi động, nếu đúng theo cái từ chuyên môn trong ngành khởi động á, thì người ta gọi là làm cho các khớp linh hoạt, giãn cơ, thân nhiệt tăng lên, tăng sức bền, hạn chế rủi ro trong vận động. Đó là cái từ bên ngoài người ta nói. Như mình kiến tạo khái niệm nguồn, ánh sáng đưa vô trong khởi động nè. Khởi động để làm gì? Khởi động để cho các khớp linh hoạt, khí huyết lưu thông, tăng hiệu quả cho vận động. Tăng hiệu quả cho quá trình vận động. Rồi. Có hai khởi động cơ bản. Đó là khởi động động và khởi động tĩnh, mở ngoặc tùy môn. Khởi động động, khởi động tĩnh. Khởi động tĩnh là đứng một chỗ khởi động. Như xoay cổ tay, cổ chân, xoay cổ, lắc hông, xoay khớp. Đó là khởi động tĩnh. Thứ hai là khởi động động. Khởi động động là có dịch chuyển không gian. Tức là chạy tới chạy lui, tăng tốc độ, biên độ, cường độ. Tùy môn người ta sẽ có cái phương pháp khởi động khác nhau. Rồi số 2 đó là kỹ thuật. Kỹ thuật, kỹ thuật theo huấn luyện viên chấm phải tùy môn. Tức là mỗi môn người ta sẽ có một kỹ thuật riêng và tốt nhất là theo huấn luyện viên. Chạy bộ có kỹ thuật của chạy bộ, bơi lội có kỹ thuật của bơi lội. À, tennis, cầu lông, bóng đá, mỗi môn có kỹ thuật riêng nên theo huấn luyện viên là tốt nhất. Rồi, từ thứ ba. Từ thứ ba đó là thư giãn sau vận động. Thư giãn, thư giãn,
nhằm mục tiêu để giải cơ. À, nhằm mục tiêu để làm cho cơ nó thư giãn, nhanh phục hồi. Và tăng hiệu quả cho lần vận động tiếp theo. Vân vân. Xuống hàng đánh dấu sao? Tham khảo. Dinh dưỡng cho vận động. Mở ngoặc tùy môn. Anh À. nói lại giúp em cái cuối với ạ. À, tham khảo dinh dưỡng cho vận động. Tham khảo dinh dưỡng cho vận động. Mở ngoặc tùy môn. Có 3 quy trình cơ bản trước, trong và sau luyện tập. Trước, trong và sau luyện tập. Chấm phẩy. Thi đấu. Tức là thi đấu thì nó cần thêm cái nữa. Mở ngoặc chiến lược. Nếu trong thi đấu thì nó có thêm chiến lược thi đấu. Chiến lược dinh dưỡng trong thi đấu nữa. Nó nhiều thứ lắm. Nó thì tương đối trong vận động các anh chị tham khảo bao nhiêu đó. Thì tương đối là các anh chị có thể đạt chuẩn ở mặt bằng chung. Còn vượt trội thì hiển nhiên nó phải có năng khiếu theo góc nhìn của xã hội. Còn cơ bản là thể chất đạt chuẩn, tinh thần đạt chuẩn. Tất cả chỉ là ý chí là đúng. Nhưng bước sau đó các anh chị phải nâng cái thể chất lên cho đạt chuẩn. Còn nếu không một lần tất cả là ý chí thì làm được có một lần thôi, lần sau làm không nổi nữa. Bởi vì thể chất nó không đủ đáp ứng cho lần sau. Cho nên giai đoạn ban đầu á là chỉ là ý chí là đúng chứ không sai. Nhưng theo quá trình thời gian, các anh chị muốn chơi lâu dài thì các anh chị phải nâng cái thể chất lên đạt chuẩn. Còn không là các anh chị chỉ bước có một lần một, mọi tiềm năng trong cơ thể nó sẽ huy động hết trong cái lần mà các anh chị tất cả là ý chí trong lần đầu á. Còn qua lần sau là không nổi nữa. Tại lần sau là bắt đầu thể chất nó không đạt chuẩn à. Hình dung ha. Nên trong phim kiếm hiệp là các anh chị dễ thấy đó, lên bái sư 3 năm đầu tiên là ông thầy cho chặt củi gánh nước nấu cơm. À. Thì sau 3 năm đó cái vô dạy chiêu thức rất là nhanh bởi vì nền tảng thể chất đạt chuẩn nên học vô cái môn nó rất là nhanh hơn người khác. À. Vậy thì trong quá trình vận động á, các anh chị chưa biết tập gì thì nhớ tập khí đạt chuẩn trước đi. Tập khí đạt chuẩn trước, cơ gân đạt chuẩn sau. Khí cơ gân theo lộ trình. Nha. Thì dần dần. Hay nha. Hay À. thật. Hình dung được không? Các anh chị hình dung được ý Vũ chia sẻ không? Dạ, à, nắm mấy cái đó đó. Ai muốn vận động thì nghiên cứu cái đó lại. Chạy bộ thì các anh chị tham khảo lớp của thầy Nhân ha. Nền tảng là thay gân đổi cốt để khí đạt chuẩn rồi cơ gân đạt chuẩn theo rồi cứ theo mỗi quy trình gì cái quay lại tuần hoàn khí cơ gân khí cơ gân khí cơ gân. Còn xã hội thì người ta làm ngược lại, định hướng của xã hội trong các môn vận động thì đó là cơ gân, người ta luyện cái đó trước rồi kỹ thuật. Nhưng mà nếu tính về độ bền á thì thông thường nếu mặt bằng chung so thì mấy ông quýt nó ông bền hơn, do nền tảng của ông ngược lại là nền tảng mà ông là từ khí ra rồi cơ gân đạt chuẩn sao, không có vượt trội hơn số đối tượng khác thôi. À, nhưng mà về độ bền này kia thì mặt bằng chung thì tốt hơn. Ví dụ như là hai mùa Ironman. À, một số anh chị á ở cộng đồng bên ngoài hoặc là nghe đồn thổi gì đó thì cũng nói vô nói ra bên cộng đồng biết. À, thì cứ vui vẻ đơn giản bình thường mình tập thôi thì ai nói gì nói, cứ mùa nào mình cũng đạt cái mình cũng đạt cái huân chương vậy là được rồi, 5 mùa là ta nghỉ nói. Thì 2 năm liên tục Ironman thì quyết đều nhận cái huy chương của doanh nghiệp á.
là có số người tham gia và đạt giải nhiều nhất. Rồi ai nói gì nói mình cứ đạt vậy đó, nói 5 năm vậy đó, năm sau mình đạt cái nữa là người ta tặng cái cúp luôn, khỏi cần trả lại. Còn bình thường là doanh nghiệp chỉ nhận được 1 năm phải trả lại. Còn mình liên tục hình như 3 năm là mình lấy luôn à. Thì ai nói gì nói kệ người ta. À, mình minh chứng bằng kết quả thôi. Dạ, không có cần phải bật lại với người ta làm gì. Dạ, tại mình cãi với người ta nữa thì coi như là giáo dục của quyết thất bại. Tại dạy nội tâm, mình ta nói có mấy câu xong rồi bắt đầu cương lên người ta nữa thì đâu có học được gì đâu. Thì nó đã chọc kè. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung trong tối ngày hôm nay. Dạ. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ tham khảo thêm một cái trong 5 cái yếu tố để hình thành cái thân của con người. Thì các anh chị đều biết tầm vai trò quan trọng của nước rồi đúng không? Dạ. Các anh chị biết uống nước đúng cách rồi đúng không? Biết rồi đúng không cả nhà? Ừ. Rồi chúng ta liệt kê lại nha. Chị đây. Chị Đầu tiên là nước nè. Đã. Các anh chị giúp đỡ Vũ á, các anh chị thử liệt kê ra nước quan trọng như thế nào đối với sức khỏe của chúng ta. Các anh chị liệt kê thử ai. Các anh chị khoảng 1 phút, các anh chị có thể tự tìm tài liệu hay là gọi tổng nghiệp làm gì cũng được, thử liệt kê cái vai trò quan trọng của nước đối với sức khỏe của con người thử. À, nước nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta? À, thấy vậy ra chứ mà hỏi tới là công việc mình đúng không? À, thử ai thì hiểu tới mức độ nào à đối với nước. À, nước cung cấp dinh dưỡng là thấy tiêu rồi đó. Dạ. À, liệt kê càng nhiều càng tốt. Duy trì sự sống đúng chứ không sai, nhưng quá chung chung rõ chút nữa à. Dạ. Điều chỉnh thân nhiệt, nhiệt độ. Dạ. Không bị khô da. Rồi sao mà vai trò quan trọng của nước mà kiến tạo theo cái ánh sáng này? Tham gia quá trình trao đổi chất trong cơ thể, chuyển hóa thức ăn. À. Tạo máu, chấm hỏi lại. Làm sạch cơ thể, nuôi dưỡng tế bào, bôi trơn và bảo vệ, hòa tan vitamin, đào thải rác thải, làm trơn khớp, chỗ làm trơn khớp, đánh dấu hỏi lại, vận chuyển oxy, đánh dấu hỏi lại luôn. Dạ. Dạ.
Tiếp tục. Giải tỏa cơn khát. Dạ. 70% cơ thể con người là nước. Dạ. Hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Giảm sốc cho mắt. Rồi. Kiến tạo cái khái niệm nguồn tích cực này. Khi cơ thể đủ nước thì được cái gì? Đó. Khi cơ thể mình đủ nước thì được cái gì? Đó là kiến tạo là. Dạ, nó tương đối rồi đó, nhưng bắt đầu mình kiến tạo lại thôi. Là đầu tiên nè, mình coi ha, đơn giản mình bắt đầu phân tích cơ thể theo Tây y nè. Cơ thể con người yếu tố cơ bản nền tảng là từ từ gì? Nhắc hoài lại nè, yếu tố cơ bản và nền tảng cấu thành cơ thể người là từ từ gì? Tế bào. Rồi, yếu tố cơ bản và nền tảng cấu thành cơ thể người là tế bào. Vậy thì mình có bao nhiêu tế bào trong cơ thể? Các anh chị có biết mình có bao nhiêu tế bào không? Dạ. Rồi, khoảng 75.000 tỷ, đó là lượng tế bào của cơ thể con người. Khoảng 75.000 tỷ. Ừ. Còn con số trước đây là khoảng 60.000 tỷ. Năm 2016 á, thì thống kê là có khoảng 36.000 tỷ. Con số gần nhất được ghi nhận theo số đông là khoảng 75.000 tỷ tế bào. Dân số thế giới nhiều rồi. Dân số thế giới hiện tại là bao nhiêu? Anh chị có nắm thông tin này không? Dân số của toàn cầu giờ nhiều. Dạ. Việt Nam là khoảng 100 triệu dân rồi đó. Dân số thế giới bây giờ là gần gần 9 tỷ rồi. Nhưng mà qua đại dịch Covid thì còn lại hết. Rồi, từ từ ha, khi mở rộng cái góc nhìn chúng ta phân tích cái đó sao. Bây giờ mình tính đơn giản là khoảng 8 tỷ đi, lấy con số chẵn này. Lấy 9 tỷ để cho chẵn này. À. Vậy thì lượng tế bào trong cơ thể của con người, ví như một tế bào là một con người. Thì lượng tế bào trong cơ thể của con người có phải gấp gấp hơn 10 lần lượng dân số thế giới không? Đúng vậy không? Ừ. Là dạ. Nếu ví đơn giản, so sánh đơn giản một tế bào như một con người thì gấp khoảng hơn 10 lần dân số thế giới. 10 quả đi cầu. Ờ, một vạn lần chứ, tại nó 70.000 mà. Dạ, 10.000 đó, có 10.000 đi cầu. Đó. Cho nên là khi nhắc về con người, khi phân tích ra thì cả nhà cũng đã nghe một cái khái niệm, đó là con người là một tiểu vũ trụ. Có nghe cái khái niệm đó chưa? Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ.
Cả nhà có nghe khái niệm đó chưa? Dạ đó. Vậy thì cấu thành là từ 75.000 tỷ tế bào. Vậy nên nếu ở góc độ của khoa học và phóng lớn đến mức cho phép thì cơ thể của con người là đặc hay rỗng? Nếu theo khái niệm này là đặc hay rỗng? Là rỗng. Bởi vì nó 75.000 tỷ tế bào nó gắn lại với nhau nó mới hình thành nên cái này. Đúng giờ. À, rồi sau đó gắn gắn lại cái này xong phân tích hết, nếu mà tính luôn các lượng vi sinh vật nó đang ở trên cơ thể của con người thì 90% cơ thể của con người là vi sinh vật khác, chỉ có 10% là lượng tế bào của cơ thể thôi. Cơ thể mình nè, nếu chia ra tính theo đơn vị tế bào, lượng vi sinh vật á, thì mình chỉ có 10% thôi, 90% còn lại là các vi sinh vật khác. Các anh chị có thể tham khảo quyển sách mang tên là Ruột ơi là ruột, có nói về cái thông tin này. Nếu tính ra đơn vị là tế bào và vi sinh vật thì 90% là vi sinh vật khác, mình có 10% thôi. Bất ngờ đúng không? Dạ nó chia ra à, nên á, cái yếu tố đầu tiên để phân tích chỗ này á, nó là rỗng mà. Vậy thì nước nó len lỏi giữa các khoảng gian bào. Gian bào là cái khoảng không giữa tế bào này và tế bào nọ. Vậy thì ở các khoảng đó đó nó có nước, thì cái đầu tiên á, nước nó bảo vệ các cơ quan trong cơ thể của con người. Các anh chị đều thấy là cái gì trong nước thì lực có tác động vô nó giảm không? Nên lúc nãy có một cái khái niệm, một cái câu trả lời trên khung chat là giảm xóc đó. Là cái câu đó đúng đó. Giảm xóc, giảm chấn thương cho các cơ quan bên trong của cơ thể con người. Nước có vai trò đó. Đó. Và cái là bởi vì cơ thể là rỗng theo cái đó. Đó. Nó hỗ trợ cái đó cho mình. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai. Đó là nó hỗ trợ. Đó. Lúc nãy là chở oxy đó. Thì cái câu đó nó chưa đúng hoàn chỉnh. Mà cái câu dùng đúng đó, đó là nó hỗ trợ máu để đưa oxy khắp cơ thể. Bởi vì cái chở oxy đó, đó là hồng cầu. Nhưng mà trong máu của mình nó có khoảng 83% đó là nước. Cho nên nước nó sẽ tham gia vào cái quá trình hỗ trợ hồng cầu vận chuyển oxy tốt hơn. Chứ nó không có chở oxy. Dạ. Đúng là duy trì trạng thái lỏng của cơ thể. Và nó hỗ trợ cho oxy à, là hồng cầu nó chở đi. Đó. Nếu dùng cái câu đủ đầy là nó phải như vậy. Rồi. Cần cái nãy nãy nó là tạo máu là nó chưa đúng. À, rồi hỗ trợ cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng, mở ngoặc nó tham gia, nó lại dung môi rồi tham gia quá trình sinh hóa trong cơ thể nên nó hỗ trợ cái điều đó. Rồi nó hỗ trợ cho các khớp nè, ở các đặc biệt các khớp mà có hoạt dịch đó thì nó hỗ trợ cái đó, giảm viêm, hỗ trợ đi cho hoạt động nó trơn tru linh hoạt hơn. Còn góc nhìn của y khoa là nó hạn chế cái việc viêm nhiễm, tổn thương, sưng, vân vân. Còn cơ bản hơn để thấy là nó hỗ trợ cho thân nhiệt. Nói về nhiệt của cơ thể con người thì có quá trình sinh nhiệt và giải nhiệt. Thì nước nó tham gia quá trình giải nhiệt, giảm nhiệt. Nên các chị thấy là một số anh chị khi vận động á, ở cái mức vận động cao, nhiệt độ của cơ nó sẽ tăng lên gấp 10, 10 lần. Nên lúc đó thì não bộ nó phải điều tiết nước tới để giải nhiệt ra. Nên có một số người vận động xong cái thấy bốc khói luôn á. Là nhiệt độ cơ nó tăng nhanh á. À, nhiệt trong cơ thể, ở cơ nó luôn thay đổi. Nên nước nó sẽ tham gia cái quá trình đó. Dạ. Nên nó làm cho cơ thể gì? Nó duy trì cái nhiệt độ trung bình của cơ thể, nó tham gia quá trình đó. Nè, rồi. Với y khoa thì cái câu của chị Hòa đó, mình thêm vô một cái nữa. Duy trì trạng thái lỏng của cơ thể thì trong y khoa nếu nói về cái góc độ của y học sức khỏe đó thì nó hạn chế cái việc vón cục ở máu đông lại.
nên nói theo cái ngôn ngữ ánh sáng là dùng cái câu của chị Hòa. Chị Hòa là ok đó, là ngon lành đó, duy trì trạng thái lỏng của máu, ở máu rồi. Ngoài ra nó hỗ trợ hô hấp, có nước trong cơ thể thì hô hấp tốt hơn. Để ý kỹ là khi mình thà hơi vô kính mình thấy cái nó có vết ố không? Dạ, nên là trong quá trình hô hấp nó cũng cần nước. Rồi, nó hỗ trợ thanh lọc, đào thải rác thải trong cơ thể con người. Rồi, nó cần thiết cho cái quá trình sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, hormone và các phản ứng sinh hóa trong cơ thể của con người. Đó là vai trò quan trọng của nước. Nói theo góc nhìn của y khoa thì nó là cái chỉ cái hình dung đơn giản ha. À, thải tiềm giúp vũ là từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, chỗ nào không có nước. Coi thử là cái chỗ nào không có nước không? Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, có chỗ nào không có nước không? À, chỗ nào cũng có nước, chẳng qua là tỷ lệ nó khác nhau. À, điều đó đã nói lên việc nước cực kỳ quan trọng. À, vậy thì có nước nó sẽ là một trong những yếu tố cơ bản để làm cho tóc mềm mượt mịn hơn, sáng bóng hơn. Có nước nó giúp cho khớp linh hoạt hơn. À, dần dần và dần dần. Cho nên nước cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của con người. Nó là một trong những nguyên liệu cho sự sống. Cho nên nước cực kỳ quan trọng. Đất nước khi lửa điện từ, nước là một phần trong đó. Nên việc mà chúng ta duy trì cái lượng nước trong cơ thể cực kỳ quan trọng. Và tùy vào hệ quy chiếu mà người ta sẽ dùng lượng nước như thế nào ở trên cơ thể con người hàng ngày. Hệ quy chiếu của Đông y thì người ta nói dùng nước ít thôi. Người ta không, không có cho dùng nước nhiều. À, lý giải đơn giản là dùng nước nhiều thì làm áp để áp lực cho thận. Thực dưỡng người ta cũng không có cho dùng nước nhiều. Thực dưỡng á, đặc biệt là Osawa, gạo lứt muối mè, số cái phương pháp theo âm dương thì người ta khuyến nghị là dùng ít nước thôi. Dùng ít nước thôi. Nguyên tắc của thực dưỡng á, người ta có cái câu đó là ăn như uống, uống như ăn. Cho nên là người ta nói là ngày dùng khoảng chừng lít, lít rưỡi nước được rồi. Rồi, còn theo khái niệm nguồn của y học hiện đại, thì nước sẽ dùng theo trọng lượng. Nước sẽ dùng theo trọng lượng. Thì cứ đơn giản, đó là 1 kg thể trọng của con người, thì sẽ tương ứng với bốn mươi ml nước theo y học hiện đại nha. Thì từ đó mà chúng ta coi cơ trọng lượng của ai đó bao nhiêu mà nhân lên thôi. À, nên khi khuyên lời khuyên về nước cho người ta dùng thì các anh chị giúp đỡ Vũ á, đó là có cái hệ quy chiếu đi kèm để không có mâu thuẫn ngại. Đó. Cho nên với nước á, thì chỉ cần chúng ta liệt kê ra một vài cái nghi vấn là mình sẽ thấy nước nó quan trọng đây. Và chỉ cần làm rõ cái yếu tố đó là xong. Ví dụ đơn giản nè. Ta sẽ hỏi nè, cơ thể con người có nước không? Rồi, nếu có, thì nó có bao nhiêu? Khi có bao nhiêu rồi cái ta hỏi gì là vai trò của nước. Cái nghi vấn tiếp. À, sau khi biết vai trò rồi cái ta hỏi tiếp thì mỗi ngày bao nhiêu. Nên các anh chị tự giải cái khái niệm nguồn này ra là các anh chị sẽ tương đối đủ đầy về nước. Hàng ngày cần nhiêu nước. Mở ngoặc hệ quy chiếu.
nó là theo hệ quy chiếu nào á. Rồi rồi tiếp theo là nước gì? Này quan trọng nha, nước gì đó quan trọng nha, tại không hỏi nước gì là người ta tính nước đá rượu bia, nó cũng tính vô nước thì nó nguy hiểm nha. À, nên kỹ cái đó. Ngài khi nước gì xong rồi cái ta hỏi tiếp à, nó là cách uống nước gì, sao mà cách uống uống sao. À, rồi kèm quá trình đó cái yếu tố phi vật chất người ta thêm vô, đó là tâm thái khi uống. À, chỗ gốc tâm thái khi uống á, các anh chị mở ngoặc ra tham khảo quyển sách mang tên là Bí mật từ nước. Bí mật từ nước hay bí mật của nước hay điều kỳ diệu từ nước cũng được. Đó, những quyển sách đó nói rất nhiều về nước, nó liên quan tới tâm thái. Mỗi trạng thái cảm xúc của con người nó tác động lên các phân tử nước, nó biến đổi cái hình dáng. À, cái nghiên cứu đó là của ông Emoto Masaru người Nhật Bản trong cuốn sách đó đó. Cuốn sách đó hiện tại được dịch hơn 35 thứ tiếng này. À, thì sơ lược như thế này, ổng sẽ lấy một cái nước ở cái con đập, nó tên là Fujisawa, cái soi dưới kính hiển vi ghi hình thì nó không có hình dạng cụ thể, không có hình dạng cụ thể. Cái sau đó ổng lấy cái dung khoảng 55 cc nước à, trong cái nước cất, nước tinh khiết, cái soi lại thì cái hình dáng nó giống như cái vòng Benzene vậy đó, hình lục giác. À, rồi sau đó ổng chia làm 50 khay, 50 cái khay nước. À, nước nước tinh 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 khiết, nước nước cất á, cái chia làm 50 khay, mỗi cái khay đó là 5 cc nước, cái để 50 khay nước trong tủ lạnh ở nhiệt độ âm 25 độ C. Sau âm 25 độ C đó, qua một đêm cái lấy ra, cái mới mỗi một cái khay nước dán lên một cái từ ngữ liên quan tới trạng thái cảm xúc, cái để lại qua đêm ở nhiệt độ âm 5 độ C, cái qua ngày tiếp theo cái lấy với kính hiển vi ghi hình đó soi lại thì phát hiện là mỗi một trạng thái cảm xúc thì cái phân tử nước hình dáng nó có sự biến đổi theo cái trạng thái cảm xúc, chỉ dán lên thôi. À, chỉ dán lên thôi. À, ví dụ như là dán lên á, cái từ tình yêu club thì cái phân tử nước nó biến hình đẹp lắm. À, còn dán vô đó là cái từ liên quan tới tôn giáo á, thì ở trong cái phân tử nó biến đổi, nó có hình dáng tương đồng. Ví dụ như đó là lời cầu an của thiền sư, của một thiền sư mà theo đạo Phật, thì sau khi cầu an xong cái phân tử nước đó người ta soi lại thì bên trong nó có cái hình nó giống như Đức Phật kia đó, giống như Đức Phật đang ngồi, người ta tưởng ra mà soi nó đúng là thật, nó có giống giống vậy thiệt. Nhưng mà Thiên Chúa giáo cầu à, Thiên Chúa giáo á, ta đọc kinh bên kia bên Thiên Chúa giáo á thì cái hình bên trong nó cũng rất đẹp nhưng nó không giống với của đạo Phật. Hình dung cái này không? À, rồi những cái từ khác như vui vẻ, à, vui vẻ, à, hy vọng, vân vân, nó khác nhau hết. Và người ta phát hiện đó là cái gọi là thank you, à, là cảm ơn á, là cái phân tử nước được đánh giá là bền vững nhất, đánh giá bền vững nhất trong cái trạng thái cảm xúc đó chính là cảm ơn. Rồi tới một cái khay người ta ghi vô đó là I will kill you, à, tao sẽ giết mày, thì so với kính hiển vi nó lại loạn hết, không có hình dáng cụ thể mà nó lại trở thành độc chất. Đó là lý do tại sao một người nấu ăn mà trạng thái tâm lý không phù hợp, nóng giận thì cái người ăn không có khỏe. Ta phát hiện ra cái đó. À, mà cơ thể của con người khoảng 70% là nước như các anh chị đều biết. Vậy hàng ngày luôn nóng giận thì cái tinh thể nước trong cơ thể người đó nó đã biến đổi theo một cái chiều hướng khác. Thì tổng thể nền tảng sức khỏe của không ổn sau thời gian. Con đập Fujisawa hay bất kỳ con đập nào khác lấy lên soi hình dáng không cụ thể, điển hình.
Nhưng sau qua một đêm có lời cầu an của một người bên đạo giáo thì lấy nước ở dưới đập nào đó lên thì sôi lại thì nó có hình dáng khác đi và đẹp hơn. Thì cái tâm thái nó liên quan tới như vậy. Hình dung ý này không? Dạ. Đã, nên các chị có thể tham khảo quyển sách đó để có thể biết thêm ha. Nắm thêm cái thông tin. Dạ, quyển sách mang tên là Điều kỳ diệu từ nước hay Bí mật của nước. Dạ. Lên YouTube các anh chị search cũng có một đoạn ngắn nói về cái thí nghiệm đó. Trong cái buổi trưng bày luôn á. Dạ. Rồi. Thì uống, trong cách uống á thì đơn giản, các anh chị có thể ghi một vài cái thông tin cơ bản khi uống. Đó là uống chậm rãi từng ngụm. Uống chậm rãi từng ngụm. Rồi chia làm các cử trong ngày. À. Rồi. Chia làm các cử trong ngày. Rồi thông điệp của nước. Dạ, cái quyển sách đó. Nó đổi tên qua nhiều giai đoạn á. Dạ, tên hiện tại thông điệp của cái bìa của nó là có cái phân tử nước hình như bông tuyết vậy đó. Dạ. Rồi. Khi làm các cử theo góc nhìn của y học hiện đại thì các cử như sau, liệt kê thôi. À, thứ nhất là một ly. À, một ly sáng sớm sau khi thức dậy trước đánh răng. Một ly là khoảng 250 ml. Ly sáng sớm á, sáng sớm thức dậy uống một ly trước đánh răng khoảng 250 ml. Ly nước này có các vai trò như sau. Vai trò thứ nhất, nó hỗ trợ cho việc lưu thông máu tốt. Các anh chị cứ hình dung đơn giản, các anh chị giặt một cái áo, các anh chị treo cái áo đó trước cái quạt gió hoặc cái máy lạnh, tới sáng hôm sau cái áo đó nó ráo lại không? Nó ráo lại đúng không? Thậm chí có thể khô luôn. À, đó là mất nước. Vậy thì hiện tại bây giờ mình thấy gần như nhà nào ai đó ngủ thì đều có quạt gió hoặc máy lạnh, quạt máy hoặc máy lạnh. Còn cơ bản là ngủ sau một đêm như vậy thì quá trình chuyển hóa nó cũng làm cho mất nước. Nó cũng làm cho mất nước. Cho nên sáng sớm thức dậy thì lượng máu lưu thông á, nó chưa có thuận lợi. Mà biểu hiện vật chất là say ke đó, mình cứ mặt đơ 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 đơ. Nên cái ly đó đầu tiên uống vô một cái là nó sẽ hỗ trợ cho cái trạng thái lỏng của máu tốt hơn. Mà từ đó nó lưu thông máu tốt. Là cái vai trò thứ nhất. Cái vai trò thứ hai là cái ly nước sáng sớm đó, nó hỗ trợ cho thanh lọc tốt, đào thải tốt, thông qua tiểu tiện, đại tiện, nó hỗ trợ quá trình đó. Rồi vai trò thứ ba của cái ly buổi sáng sớm nếu trước đánh răng á, thì nó sẽ hỗ trợ trên cái răng miệng, lúc đó nó còn số cái mảng bám, nó lại là thức ăn tốt cho lợi khuẩn á, nó cũng hỗ trợ cho tiêu hóa. Nhưng với một số người mà bất ổn dạ dày thì cái ly nước buổi sáng đó trong một vài ngày đầu, thậm chí là kéo dài cả tuần, 2 tuần, có thể muốn dợn ói thì khéo léo một chút thì uống nước ấm mà cho thêm chút xíu muối. Đó là ba cái vai trò chính của cái ly nước buổi sáng. Một xị rồi đó. Sáng một xị nước. À, sáng một xị nước. Vai trò thứ hai đó là hỗ trợ quá trình thanh lọc đào thải. Rồi ly thứ hai, ly thứ hai là trước khi ăn khoảng nửa tiếng, khoảng thôi chứ không chính xác đâu nha, trước khi ăn khoảng nửa tiếng nó hỗ trợ cho tiêu hóa tốt. Mình cứ hình dung đơn giản cái cối xay bột hồi xưa, cái cối xay bột của mình hồi xưa, trước khi mình cho bột vô mình xoay bột á. À, các anh chị còn nhớ là gì? Cái cối xay bột nhé, không trước khi xay có phải mình cho vô muỗng nước trước không? Muỗng nước để làm gì? Nó có trớn hay còn gọi là chạy rô đai á,
cái sau đó mình mới cho vừa gạo vừa nước vô, cái mình mới xoay. Thì cái dạ dày của mình hình dung nó giống như cái cối vậy đó, nó là tham gia quá trình co bóp, và hiển nhiên chính của nó trong quá trình này đó là axit dịch vị, như hôm qua mình có nói, thì nó làm cho hỗ trợ cho quá trình thanh lọc. Và cái ly nước đó còn hỗ trợ, nếu ai đó mà đang đói á, nó sẽ làm cho cái axit dịch vị nó loãng bớt ra, mà bớt cái bất ổn cho cái niêm mạc dạ dày, rồi nó làm cho cái bộ máy tiêu hóa nó hoạt động sơ bộ, nên khi ăn vô cái nó làm cho tiêu hóa tốt hơn, nó chạy rô đai, hiểu theo nghĩa bình dân là nó bôi trơn. Rồi đó là cái ly thứ hai, hai xị rồi đó. Một ngày mình ăn 3 buổi là 3 xị, sáng sớm 1 xị nó là 4 xị, là 1 lít nước rồi đó. Thế đơn giản để bổ sung nước không? Rồi trước tắm 1 ly, uống liền thì vô tắm, trước tắm 1 ly, ngày tắm 2 lần 2 xị 1,5 lít, nhớ xị nước nha chứ không phải xị rượu. Tắm xong cái vô tắm, uống xong cái vô tắm liền. Dạ rồi, thì cái ly đó nó hỗ trợ gì? Nó hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ngừa tai biến, ngừa sốc nhiệt. Ở dưới quê thì các anh chị sẽ thấy một số cái trường hợp ra đi đáng tiếc là một số người đi nhậu á, cái nóng quá cái về tắm á, cái tắm không đúng cách, cái xối lên đầu một cái làm cho mạch á nó co lại, thì lúc đó nó có thể làm ảnh hưởng tới cái mạch máu có thể vỡ mà dẫn tới tai biến, nhồi máu hoặc xuất huyết. À, cái biểu hiện của nó đơn giản lắm là các anh chị có lấy 1 ly nước đá đang lạnh, các anh chị đổ hết ly nước đá ra, cái mình chế nước sôi vô, à thì nó nứt cái ly liền. Ngược lại 1 ly nước nóng, đổ hết nước nóng ra, cái mình cho nước đá vô, nứt cái ly luôn, nó gọi là hiện tượng sốc nhiệt. Vậy thì thân nhiệt của con người và nước trong nhà tắm nó có sự chênh lệch. Vì vậy là trước khi đi tắm á, cái mình uống ly nước, nó sẽ lưỡi là một trong những cơ quan chỉnh nhiệt, cho nên nó làm cho thân nhiệt được điều chỉnh nhẹ lên cái vào tắm á, cái mình tắm đúng cách. Tắm đúng cách. Tắm đúng cách là sao? Thứ nhất, vô nhà tắm. À, làm gì đầu tiên? Dạ. Mình lấy nước nhà tắm á, cái mình ngậm. Ngậm nước. Mình tắm nước nào lấy nước đó ngậm nước. Lưỡi là cơ quan chỉnh nhiệt trên, ngậm để thân nhiệt nó bình lại theo cái nhiệt độ của nước. Sau đó mới lấy nước đó đó, cái mình phát lên ngực, lên gáy, chín cái. Phát đây. Đó. Hình dung được không? Sau gáy chín cái, trước ngực chín cái. Bởi vì ức nó cũng là cơ quan chỉnh nhiệt, bộ phận chỉnh nhiệt. Ở đây cũng vậy. Rồi sau đó theo dân gian là ta tắm từ trên từ chân lên. Đúng chưa? Theo góc nhìn của dân gian thì người ta sẽ tắm từ chân lên. Còn cách tắm này là phối hợp của Đông Tây Y, dân gian lại. À, nên làm các bước đó là thân nhiệt bắt đầu bình ổn ra rồi. Cái bước thứ ba đó là hít một hơi thật sâu, cái nín thở lại, xối 3 ca nước. Một cây ca lấy ra cái xối từ rốn xuống. Xối từ rốn xuống. À, ca thứ hai, cái mình xối từ cổ xuống. Nghe chưa? Rồi ca thứ ba, cái xối từ đầu xuống, cái thở ra. Rồi xong tắm bình thường. Được chưa? Dạ. Tắm nước ấm thì không cần ngậm. Nhưng nếu tắm nước ấm thì trước khi ra xối làn ca nước lạnh để lỗ chân lông nó se lại. Dạ. Còn không là quấn cái khăn đi ra. Nếu không là cái việc tắm nước ấm lâu dần làm cơ thể cũng yếu theo. Thì cách tắm mình đang chỉ là tắm giờ nào nó cũng không lạnh. Ai đang mùa đông nè, thời tiết đang bắt đầu thay đổi, đang lạnh dần nè, các anh chị tắm theo cách đó là không lạnh á, cách Vũ đang chỉ á. Đó, hít một hơi thật sâu xối 3 ca. Xối từ rốn xuống 1 ca, từ cổ xuống 1 ca, từ đầu xuống 1 ca, rồi tắm bình thường là cơ thể nó không có lạnh á, nó giảm thấy rõ luôn á.
Còn ai mà cái hơi chưa đủ dài thì mình hết 3 hơi 3K. Hình dung không? K thứ nhất, cái xối từ rốn xuống, cái thở ra. K thứ hai, hết xong cái nín thở xối từ cổ xuống, giáp lên cái. Không cần kỳ nghe, chỉ tiếp xúc nước thôi. Cái thở ra. Được chưa? Rồi. Rồi sau đó K thứ ba, xối lên đầu xối xuống. Rồi thở ra. Lúc này có thể thở bằng mũi hoặc là cái miệng mình ngậm nước ban đầu, có thể là chỉ tắm xong hay nhả ra luôn cũng được. Hoặc là cứ mỗi một ca mình ngậm lên cái cũng được, nhưng tốt nhất là ngậm từ đầu xong xối hết 3 ca rồi nhả ra, hoặc tắm xong nhả ra cũng được. Rồi tại sao là phát ngược 9 cái hả? Tại tiện tay vậy thôi, phát mấy cái cũng được. À, dạ tại ta nói con số thì dễ nhớ ra, muốn nhiều thì lấy. À, tại vỗ đó nó cũng làm cho chỗ này nè, khí huyết nó thông cái cho nó ấm lên luôn. Dạ. Vỗ dài cái cho nó ấm lên là được. Rồi đó là cách tắm đúng cách ha. Rồi đó là cái ca nước thứ ba trước tắm. Ca nước thứ tư, ly nước thứ tư, đó là trước khi đi ngủ khoảng nửa tiếng. À, trước khi đi ngủ nửa tiếng xong nhớ lại nghi thức nghi lễ. Nhớ không? Nhớ nghi thức nghi lễ không? Nhớ nhớ hôm trước có nói đó không? À thì ly nước buổi tối đó, nó hỗ trợ cho thanh lọc, hỗ trợ cho tim mạch, hỗ trợ giấc ngủ. Này. Vậy là sáng ly, tối ăn ly, à, hai xị rồi đó. Ngày ăn 3 buổi nữa, 3 xị nữa là 5 xị. Tắm 2 lần nữa là 7 xị. Rồi, rảnh rảnh uống thêm. Rồi xong 1 ngày 8 xị 2 lít, thấy đơn giản chưa? À. Ly nước trước khi ngủ hỗ trợ thanh lọc, hỗ trợ tim mạch, hỗ trợ giấc ngủ. Phụ nữ không gội đầu thì xối từ mặt trước. Dạ. Yeah. Ca thứ ba. À, một trong những cái bất ổn của phụ nữ đó, đó là nhức đầu kinh niên nè, đau bụng kinh niên mà đi khám không ra bệnh nha. Một trong những nguyên nhân đó, đó là gội đầu trước tắm, hoặc là lúc tắm chỉ gội đầu. Tại xối cái đầu xong đầu lạnh trước á, cho nên là muốn điều chỉnh cái đó thì cũng ngậm nước, cũng phát ngực nhẹ. À, rồi xong cái gội đầu thôi là được, thì nó hỗ trợ tốt. Ừ. Tắm nước nào thì ngậm nước đó. Dạ. Khi luyện tập thể thao thì uống nước như thế nào là tốt? Theo huấn luyện viên, theo bộ môn. Mỗi một bộ môn người ta có lời khuyên uống nước khác nhau. Dạ. Yeah. Rồi. Ngay cả bơi lội thì cũng phải có uống nước nghe. Hiển nhiên là không phải uống nước hồ bơi. À. Bơi lội, bơi biển, bơi đường trường á, bơi mà trên cái việc bơi biển á nghe, mà bơi cái cự ly xa á, thì bơi biển là một trong những cái môn làm mất nước nhanh mà các anh chị có biết này không? Các anh chị có biết bơi biển mà đường trường là một trong những môn mà làm mất mất nước nhanh á, các anh chị có biết không? Ví dụ gội đầu ở tiệm á, thì thường ta sẽ cho các anh chị ngâm chân trước. Thầy ơi, tại sao phát nước 9 cái? Nãy hỏi nó rồi mà sao hỏi nữa vậy trời? Phát nhiều cái không được. Thích làm nhiều cái làm. Nó nói 9 cái cho nhớ thôi. Dạ. Yeah. Tại thích. Ừ, trả lời vậy đi cho nó khỏe. Tại thích. À, bơi biển hả? Dạ. Một là nhiệt độ. Để ý kỹ nè. Này này nói ra thì nó kỳ nhưng mà nó đúng sự thật.
Các anh chị bơi biển, các anh chị tiểu nhiều hơn bơi hồ không? Có thấy không? Dạ. Bơi hồ thì các anh chị có chỗ tiểu, bơi biển thì sao? Đó, về với mẹ thiên nhiên. Đúng chưa? Hòa vào thiên nhiên nên là mất cái lượng này trong đó nè, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không ít có cái lộ trình để bổ sung nước lúc mà bơi. Rồi bắt đầu bơi xa bơi dài thì nó lại lạnh, mà lạnh thì bàng quang nó co nhiều hơn, lại mất nước nhiều hơn. Mà bơi đường trường nữa thì ánh nắng nè, muối biển rồi nè, cái đó nó lại làm cho hanh khô hơn á. À, thì mất mất nước nhiều hơn nữa. Rồi lại vận động đường trường nó đường dài nữa. Bơi biển dài á thì tầm khoảng chừng 5 km trở lên á, hoặc là bơi thời gian mấy tiếng đồng hồ đó, thì lại dễ mất nước, nên phải có chế độ bù nước phù hợp. Dạ. Rồi. Yeah. Nước xong ha. Thấy nước quan trọng chưa? À, nước quan trọng rồi ha. À, tới thứ hai là khí. Khí ở góc độ của Tây y thì các anh chị hiểu đơn giản là không khí thôi. Thì tới Đông y mình nói thêm ha. Tới Đông y của mình hiểu cái khái niệm của khí rộng hơn. Còn dùng từ đúng là tới Đông y thì mình sẽ hiểu cái khái niệm của khí theo góc nhìn của Đông y. Còn nó rộng hơn thì nó chưa có phù hợp lắm, bởi khác góc nhìn, khác hệ quy chiếu. Mà là mình sẽ mở rộng cái khái niệm của khí theo Đông y thì từ đó nó chuẩn hơn. Với khí theo góc nhìn của y học Tây y thì một ngày như hôm trước mình có chia sẻ là một ngày chúng ta cần khoảng 11.000 lít không khí. Đó là nhu cầu của một người trên một ngày. Vì vậy hàng ngày khí cần đủ đầy vào ra thuận lợi. Nên hít sâu và thở chậm là một trong những bí quyết đơn giản để có thể kéo dài tuổi thọ. Hít sâu và thở chậm là một trong những cái bí quyết có thể kéo dài tuổi thọ. Trong tự nhiên, các anh chị có thể quan sát con rùa. Nó làm được cái điều này cực tốt. Khi nó hít một hơi xong nó lặn xuống đáy biển, thì một giấc ngủ của con rùa nó có thể kéo dài tới 15 phút ở dưới đáy biển, chỉ có việc thở. Nó lên tim lên bọt á. 1 phút như vậy cái chu kỳ thở của nó khoảng hít và thở khoảng 4 lần. Tức là một lần hít, một lần thở bình thường nó bình quân nó khoảng 15 giây. Còn nhịp thở của con người 1 phút khoảng 16 đến 20. Hít thở 32 tới 40 lần hít thở trong 1 phút. Đó là nhịp thở bình thường. Rồi, nên là khí mình cần phải đủ đầy. Nên đây là cái mình cần phải lưu ý thêm. Bởi vì oxy tự nhiên. Nhưng đừng phải mua để thở. Oxy thì miễn phí. Nhưng đừng phải đợi mua để thở. Hiểu ý câu này không ta? Các anh chị hiểu câu vừa rồi không? Dạ. Oxy thì miễn phí nhưng đừng đợi phải tốn tiền mua để thở. Dạ. Cực kỳ quan trọng, nên phải dưỡng thêm lá phổi của mình. Khi nhắc tới khí của Tây y là phải nhớ tới phổi. À, rộng hơn là hệ hô hấp. Dạ. Rộng hơn là hệ hô hấp. Rồi. Được hen. Nên việc mà ở nhà chúng ta có trang bị cái máy lọc không khí nó giúp cho sức khỏe của con người lớn lắm á. Các anh chị có biết là ở trong nhà thì lượng khí ô nhiễm nó gấp 3 tới 5 lần ở bên ngoài không?
trong nhà của mình á, ở bên ngoài thì khí nó lưu thông à. Oxy thì miễn phí, đừng đợi tốn tiền mua để thở. Những cái câu đó đơn giản nhưng mà lâu lâu mà nghe xong cũng giật mình á, chứ không giỡn đâu nghe. Còn nếu tổng thể trên tầm nhìn về sức khỏe, tổng thể tầm nhìn về sức khỏe thì còn câu các anh chị cũng có thể ghi. Đó là trên hành trình sức khỏe tạo lập giá trị đó, tạo dựng tài chính. Đừng để trên hành trình sức khỏe, hành trình tài chính phải tìm kiếm lại sức khỏe. Để nhắc nhở người ta bên ngoài hiện tại chỉ lo tập trung kiếm tiền mà quên sức khỏe. Ở trong nhà ô nhiễm nhiều hơn ở bên ngoài là bởi vì bên ngoài khí nó liên tục lưu thông. Hiển nhiên là người ta nói mặt bằng chung nha, chứ không có so sánh ở trong nhà với ở nơi khu công nghiệp. Mà người ta nói chung á, là bởi vì bên ngoài á, ngoài đường á, nó không khí có sự lưu chuyển. Còn ở trong nhà à, số nhà ở ngoại ô, nhà sàn thì mình không nói. Nhà ở đây là người ta nói đang bình quân là nhà phố, nhà kính á, mà ở Việt Nam gọi là nhà ống á, tại nó kín mít bốn bức tường, các anh chị thấy. Mà đặc biệt cái khu mà nhiều ô nhiễm nhất là khu bếp, khu phòng khách và khu phòng ngủ. Nó theo trình tự bếp là cái ô nhiễm nhất, do nấu nướng một số cái, đặc biệt một số nhà mà không có máy hút nữa thì còn dữ nữa, mùi thức ăn này kia dữ trời lắm, nên nó cứ lưu chuyển trong gia trong nhà, trong cái khuôn khổ bán kính đó, ở trong cái tòa nhà đó, cho nên ít ít có sự lưu thông nên nó ô nhiễm hơn. Sao ạ? Rồi đọc lại ha. Trên hành trình sức khỏe tạo lập giá trị, xây dựng tài chính. Hay là tạo dựng tài chính cũng được, hay là thuận duyên. Thuận duyên. Thuận duyên xây dựng tài chính hay tạo tài chính gì đó. Câu nào cũng được. Đừng để trên hành trình tài chính phải tìm kiếm lại sức khỏe. Câu này thì mặt bằng chung thì các cô chú lớn tuổi sẽ thấm, các bạn trẻ thì chưa đâu. Chỉ có ai cái nhận thức sức khỏe nâng lên á thì lúc đó nó mới khác, mới nhìn thấy cái đó. Được khen. Nên là với khí thì đơn giản là hít sâu thở chậm. Hít làm sao đáy phổi nó nở luôn là tốt nhất. Khí được tới đáy phổi. Rồi, mở rộng ra thì các anh chị tập gì cũng được, miễn khí trong cơ thể các anh chị làm chủ được khí. Thay gân đổi cốt, thiền, yoga, thở âm dương, thở cái gì đó tùy các anh chị, miễn khí nó đủ đầy. Hít vào, thở ra, sâu, chậm, đủ khí là đạt. Rồi. Thứ ba. Nó là lửa. Thân nhiệt.
Thứ ba là thân nhiệt. Thân nhiệt. Các anh chị liên hệ với ban tổ chức ha, lấy số của Vũ, Vũ gửi cho các anh chị một cái đường link. Cái đường link đó là cái đường link đánh giá các máy lọc không khí trên thế giới. Hay có một cái tổ chức độc lập, người ta đánh giá cái máy tiêu chí máy lọc đó. Ví dụ như nó khử mùi, khử thuốc lá, khử khuẩn, rồi có một số máy lọc không khí nó lọc được virus nữa. Thì lọc được virus trên thế giới còn có hai cái thôi, hai thương hiệu thôi. Còn lọc mùi thì đa phần á, các thương hiệu đều làm được, mùi thức ăn này kia nè, mùi gỗ, mùi quần áo đó. Rồi còn lọc lông này kia thì đơn giản nè, mấy cái bụi như là lông lông thú cưng, các tóc này kia thì nó lọc được, cái đó là đơn giản rồi. Lọc thuốc lá vân vân. Thì nó có cái link đó để đánh giá ha, các anh chị liên hệ ban tổ chức rồi Vũ gửi cái link đó cho các anh chị. Dạ. Yeah. Cái số 3 là lửa, là thân nhiệt. Thân nhiệt thì cái này nó liên quan tới sức khỏe của con người. Đối với cơ thể của con người theo góc độ của Tây y á, thì đối với sức khỏe của con người theo Tây y thì Tây y có một cái nhận định, đó là cơ thể con người á là đạt trạng thái hằng nhiệt. Đó là hằng nhiệt. Hằng nhiệt là sao các anh chị? Hằng là sao? Hằng là sao? Hằng chứ không phải hàng. Hằng. Dạ, hằng là luôn luôn như vậy. Ổn định, không thay đổi. Giống như trong toán học á, thì trong toán học á thì nó có hằng số. Hằng số thì thân nhiệt của con người theo Tây y nó là hằng nhiệt, thì được ghi nhận mặt bằng chung bình quân nó là 37 độ C. Dao động không quá 1 độ cộng trừ 0.5. Nên các chị sẽ thấy nó vi diệu như thế này nè. Ở nhà các anh chị mở cái máy lạnh 16, 18 độ thì có thể mình cũng đang lạnh đó. Nhưng nếu lấy cái nhiệt kế của mình thọt vô nắp mình đo. Đợi 5 phút, 10 phút sau cái mình lấy ra mình coi là cái nhiệt kế, thì thân nhiệt của mình nó cũng dao động trong khoảng này. Đúng không? Các anh chị đi giữa trời nắng chang chang, đi giữa sa mạc bốn mấy 50 độ. Nhưng mà cái thời điểm đó đó, lấy cái nhiệt kế đo lại thì khoảng 5-10 phút sau coi là nó cũng ở nhiệt độ này. Nó quá cái nhiệt độ này hoặc thấp hơn nhiệt độ này là có bất thường. Nó sẽ làm cho rối loạn chuyển hóa trong cơ thể. Mà một trong những cái rối loạn đó dẫn tới bất ổn dễ thấy nhất, đó chính là rối loạn chuyển hóa và của hoạt động của enzyme trong cơ thể. Là các anh chị sẽ dễ thấy nhất. Dạ. Ngày mai chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phần này. Ngày mai chúng ta sẽ nói thêm một phần này. Khoảng đầu buổi, khoảng 30 phút. Rồi sau đó chúng ta tới học phần dinh dưỡng. Tạm dừng Tây y hôm nay. Ha. Dạ. Tại vì ba cái này là mình chưa chia sẻ. Còn điện từ là lớp nội tâm mà không nói nữa. Rồi còn dinh dưỡng là mình sắp tới, là đất. Thì trong lộ trình tiếp theo ngày mai, còn lửa, còn đất, còn điện từ thì lớp nội tâm rồi nên không nói. Đất nước khí lửa điện từ, điện từ nghe là lớp nội tâm. Ngài vậy là xong cái thân rồi đó. Mấy ngày tiếp theo mình nói thêm dinh dưỡng đất cái nữa là xong cái thân rồi. Năm cái yếu tố để tế bào ơi bạn cần gì là đủ đầy.
Góc nhìn của dinh dưỡng nó nằm trong cái góc nhìn của Tây y luôn. Rồi, tối nay mình nhiều thôi. Được khen. Cảm Dạ. ơn thầy ạ. Biết ơn cả Cảm nhà lắm ơn lắm. thầy. Hẹn gặp Cảm lại ngày mai. ơn thầy. Chào thầy, chào cả nhà.